Rất là vui lại được quay lại chương trình Insight số 03 với các nhà đầu tư, với đề tài lần này, tâm điểm của tuần này là câu chuyện về thách thức và cơ hội trong khủng hoảng. Thì tôi xin giới thiệu thành các thành phần của chuyên gia của VNRX và công ty quản lý quỹ IBAN ngày hôm nay tham gia cùng chúng ta. Đầu tiên là anh Cao Minh Hoàng, là giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ IBAN. Thứ hai là anh Bùi Xuân Tùng, VPN của VNRX. Thứ ba là anh Đinh Văn Hinh, là Senior Research Analyst của VNRX. Cuối cùng là anh Phạm Minh Khoa, Investment Advisor VNRX. Và tôi là moderator của chương trình. Thì hôm nay với cái đề tài về thách thức và cơ hội trong khủng hoảng, chúng tôi sẽ trả lời cho ba câu hỏi như mọi thi. Structure là câu 1 là chúng tôi sẽ cập nhật lại tình hình những điểm nhấn chính trong tuần qua. Sau đó chúng ta sẽ đi vào cái nội dung trọng tâm của ngày hôm nay. Câu hỏi số 2 là ta khảo sát các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong lịch sử, so sánh với kỳ lần này có những cái đặc điểm như nào, và từ đó các chuyên gia sẽ trao đổi về cơ hội và thách thức của đặt ra trong cái thời kỳ khủng hoảng lần này ra sao. Và cuối cùng chúng tôi cũng rất là muốn các chuyên gia chia sẻ về cái phương án và chuẩn bị cho tài chính cá nhân với các nhà đầu tư mà chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng này như nào. Và trước khi đi vào nội dung thảo luận của panel thì tôi xin mời anh Bùi Xuân Tùng là web planner sẽ có một phần cập nhật cho nhà đầu tư. Xin mời anh Tùng. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Tùng xin cập nhật một chút về tình hình Covid-19 và nhìn lại một số cuộc khủng hoảng trong lịch sử. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 3 thì xem chúng ta đang ở đâu. Tính đến 11 giờ trưa nay thì trên toàn cầu đã có 722.000 người nhiễm Covid-19. Ở Mỹ thì là lớn nhất là 142.000 người nhiễm, và Việt Nam mình thì hôm nay là nó tăng lên là khoảng 194 người. Thì trong đấy đáng lo ngại nhất là chúng ta đều biết là ổ dịch bệnh viện Bạch Mai là có trường hợp là lây nhiễm cộng đồng, và Hà Nội rất là lo lắng về trường hợp này. Thì chúng ta biết là cái dịch bệnh này nó đến thì nó giống như là một cơn lũ ấy, và chúng ta dựng một cái bức tường lên để ngăn, thì chúng ta phải quan sát rất là kỹ là trên đấy nó có những cái chỗ nó bị rò. Thì ổ dịch Bạch Mai đây nó giống như một chỗ rò ấy, và nếu chúng ta không xử lý nó bịt nó kín nó thì nó sẽ cái hàng rào chúng ta bị vỡ, thì lúc đấy là rất là nguy hiểm. Chúng ta nhìn lại một chút về các cái biện pháp đối phó đối với Covid-19 nói chung, thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ có bốn, ở hàng dưới cùng chúng ta có bốn giai đoạn là containment, mitigation, suppression và prevention. Ở bên tay trái thì chúng ta có một số cái biện pháp đối phó là disease control, tức là kiểm soát dịch bệnh thông qua là test rất là nhiều. Thứ hai là can thiệp không dùng y tế. Thứ ba là supporting society, tức là support, hỗ trợ cộng đồng. Và cuối cùng là can thiệp y tế. Thì tất cả mọi bước đi của các nước trên thế giới bây giờ đều hướng tới mục đích là có thêm thời gian để có chờ thêm vaccine, là khi có vaccine hoặc là có thuốc điều trị hữu hiệu thì là chúng ta có prevention hiệu quả. Trong thời gian đấy thì sẽ kết hợp cả ba biện pháp là containment, mitigation và suppression. Nếu mà số ca nhiễm mà nó tăng lên rất là mạnh, ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, thì người ta sẽ tiến hành cái biện pháp là suppression, tức là phong tỏa ấy, dùng cái búa tạ để đập cái con số này nó không tăng nữa xuống. Ở Việt Nam mình thì chúng ta hiện nay đang ở giai đoạn là giữa mitigation và suppression, tức là bán phong tỏa hoặc là cách ly một phần. Trường hợp ví dụ như là quá 10 giờ tối chẳng hạn thì chúng ta không được ra khỏi nhà, ví dụ như vậy. Quay trở lại cái này một chút thì chúng ta nhìn là cái hình này chúng ta thấy là rút ra một điều, đấy là cái biện pháp đối phó đối với Covid thì nó là một cuộc đua marathon, chứ không phải là một cái chặng đường ngắn hạn. Cho nên trong cuộc đua marathon này chúng ta thấy là đầu tháng 1 thì thế giới nhìn vào Trung Quốc, đến tháng 2 thì thế giới nhìn vào Hàn Quốc, và sau đấy là châu Âu và Mỹ. Tức là có rất là nhiều bất ngờ, cho nên là trong tháng 4 này cũng có thể có bất ngờ. Thì ví dụ như là Tùng rất là e ngại về trường hợp của Nhật Bản. Chúng ta nhìn thấy là cái mật độ giao thông của Nhật Bản ở thành phố Tokyo ấy, so với cả Singapore thì rõ ràng là ở Tokyo mọi người vẫn sinh hoạt tương đối là bình thường. Tức là cái biện pháp can thiệp không dùng y tế của họ vẫn tương đối bình thường, tức là vẫn chưa có nhiều. Trong khi là cái biện pháp mà kiểm soát dịch bệnh thông qua số lần test, so với cả Singapore chúng ta thấy là Nhật Bản mới có test có 199 lần trên 1 triệu dân thôi, trong khi Singapore họ test gần 7.000 người. Thì tháng 4 này có thể là bất ngờ xảy ra Nhật Bản hoặc là một số nước khác nữa. Về kinh tế thì chúng ta biết là
ví dụ như ở Đức đây là niềm tin người tiêu dùng giảm rất là mạnh, đúng không? Có hai chỉ số là niềm tin người tiêu dùng và niềm tin của nhà đầu tư thì đều phải chú ý theo dõi rất là nhiều. Và Đức là đầu tàu kinh tế của châu Âu. Thứ hai là về chỉ số thất nghiệp thì ở Mỹ một con số, một cái đồ họa rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Đây mới là tuần kết thúc ngày 21 tháng 3 thì là cái khai báo thất nghiệp ở Mỹ tăng là 3,3 triệu người. Chúng ta nhìn cái đồ họa rất là khủng khiếp. Và đây là ngày tuần trước nhé. Còn số liệu của tuần này thì cuối tuần, số liệu của tuần ngày 28 tháng 3 thì tuần sau, tuần cuối tuần này chúng ta mới có. Và dự kiến là con số này có thể tăng lên 8 triệu người. Từ đó thì chúng ta nhìn lại một số cuộc khủng hoảng trước ở trong lịch sử xem là liệu lực cuộc khủng hoảng lần này sẽ như thế nào. Thì đây là cái đồ thị biểu hiện cái tổng kết những số lần suy giảm 30% trong lịch sử. Thì cái cuộc khủng hoảng lần này là cái thời gian suy giảm ngắn nhất là 22 ngày. Và nếu mà chúng ta nhìn tốt các cái lần suy giảm thì chúng ta thấy là 1934 này, 1931 này, 1929 này, tức là sao, tức là nó đều so sánh với cả cái cuộc khủng hoảng năm giai đoạn suy thoái năm 1929 đến năm 1934 thì rất là đáng lo ngại. Chúng ta cùng nhìn lại xem là có một cái gọi là survey ở trên Twitter là cái lần suy thoái này thì nó tương đồng với cả giai đoạn nào. Thì trong hơn 4.000 lượt post thì có tới 63% là cho rằng là chúng ta khá là tương đồng với cả năm giai đoạn năm 1930. Là một cái chỉ báo mà chúng ta cũng khá là đáng tham khảo. Thì đây là Tùng có cái đồ họa, đồ thị về các cái cuộc suy giảm ở các cuộc khủng hoảng lớn ở trên thị trường Mỹ. Chúng ta thấy là những cái lần suy giảm mà nền kinh tế không bị ảnh hưởng nhiều thì cái suy giảm nó từ khoảng thị trường chứng khoán suy giảm khoảng 30% thôi, nhưng mà nếu mà nền kinh tế bị khủng hoảng nặng thì cái sự suy giảm có thể lên đến 50%. Trong đấy cái lần suy giảm những năm 1930 là nặng nhất, thị trường chứng khoán giảm tới 86%. Nguyên nhân là trong đấy thì có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới khủng hoảng nó bị lặng như thế là cái credit market, là cái hệ thống cái thị trường cho vay ở bên Mỹ ấy, bị ngưng trệ. Rất là nhiều ngân hàng trong thời kỳ đấy là bị một phần, theo tổng nhớ là 25% ngân hàng là bị phá sản, và có thời điểm là toàn bộ ngân hàng trên toàn quốc là bị đóng cửa. Thì đây là điều mà người Mỹ, những người làm chính sách ở Mỹ rất là sợ. Chính vì vậy Fed ra cái là thả lãi suất được không và thực hiện rất là nhiều gói QE, đúng không ạ? Mua rất nhiều tài sản để mục đích duy nhất là để cho cái thị trường vốn nó hoạt động một cách liên tục, nó không bị gián đoạn. Trong vòng chưa tới một tháng mà chúng ta thấy là cái bản cân đối kế toán của Fed là tăng lên hơn 1.000 tỷ, từ khoảng đậu 4.000 lên trên hơn 5.000 tỷ. Và đặc biệt là Fed kết hợp với cả Treasury. Thì bình thường Tùng giải thích cái hình này một chút, là bình thường là Fed là một ngân hàng là đóng vai trò là người cho vay cuối cùng. Người cho vay cuối cùng thì họ cho vay với điều kiện là các cái tổ chức khác phải có tài sản đảm bảo. Thì thông thường Fed không được mua các loại tài sản mà rủi ro, ví dụ như trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu của các bang ở địa phương. Thì để mua được trái phiếu của các cái tài sản rủi ro đó thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Treasury, Bộ Tài chính Mỹ sẽ bơm tiền vào một cái tổ chức gọi là Special Purpose Vehicle. Và Fed sẽ dùng cái số tiền ở trong cái tổ chức đấy nhờ một công ty là BlackRock. BlackRock là công ty mà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, thực hiện các cái lệnh mua các cái tài sản trên thị trường vốn, nhằm mục tiêu là đảm bảo cho thị trường vốn hoạt động một cách hiệu quả. Thì chúng ta cùng hy vọng là cái giải pháp vô tiền hóa hậu này của Fed và Treasury Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ sẽ có hiệu quả. Khi mà chính phủ Mỹ bơm tiền rất là mạnh như vậy thì người ta đặt câu hỏi là liệu có dẫn tới lạm phát hay không. Thì chúng ta biết là ở Đức ấy thì những năm 1920 xảy ra một cuộc khủng hoảng lạm phát rất là kinh, nên đồng tiền mất giá rất khủng khiếp, mọi người nhìn thấy trên đồ thị, đúng không? Tùng thì thấy nó sẽ hơi khác một chút, vì cái đặc điểm của Đức hồi đấy là sau khi mà thua trận trong Thế chiến thứ nhất ấy, thì Đức bị ngoài việc nền kinh tế bị phá hủy rất là nhiều thì còn có một cái trường hợp là họ bị nợ nước ngoài, nợ chiến tranh á. Và nợ chiến tranh thì là bằng đồng tiền của nước khác, nên là nước Đức in tiền ra để trả nợ thì dẫn tới là tình hình lạm phát rất là cao. Thì đặc điểm của nước Mỹ hiện tại không phải là như vậy.
liệu cuộc khủng hoảng này thì có giống cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản những năm 1990 không? Chúng thấy là Nhật Bản cũng có một giai đoạn khủng hoảng rất là kinh. Đấy là đỉnh của thị trường chứng khoán là năm 1989 và sau 30 năm thời gian thì vẫn chưa phục hồi được. Cái cuộc khủng hoảng này thay vì là lạm phát thì cái kịch bản nó diễn ra ngược lại, đấy là giảm phát, deflationary, để giảm đòn bẩy tài chính. Thì Tùng đang nghiêng về cái hướng là rất có thể cuộc khủng hoảng này nó sẽ gần tương đương với cả cuộc khủng hoảng này. Trong cuộc khủng hoảng đấy thì chúng ta để ý một chút cái hình này là vào những năm 2013 khi mà Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lên nắm quyền á, thì ông đấy cũng thực hiện chính sách là khi vô cực là mua rất nhiều loại tài sản và ngân hàng trung ương Nhật, là cũng mua cả cổ phiếu nữa. Và nếu mà chúng ta nhìn lại cái hình này thì là từ năm 13 đến năm 2020 là thị trường chứng khoán Nhật Bản đã tăng hơn 2 lần, thì chứng tỏ là cái chính sách của Nhật Bản lúc đó là cũng có những tác dụng nhất định. Tuy nhiên là với cuộc khủng hoảng lần này thì không biết là Nhật Bản sẽ xử lý như thế nào, tại vì cái bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương Nhật đã chiếm hơn 100% GDP của Nhật Bản rồi. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy là có cuộc khủng hoảng kéo dài từ năm 2008 đến năm 2012 đúng không ạ? Cuộc khủng hoảng mà thị trường chứng khoán đã giảm khoảng tầm 80%, thì từ đầu năm đến giờ thì VN Index đã giảm tầm trên 40%, khoảng 43%. Đây là một cái phát biểu rất là hay của Phó Thủ tướng Singapore mà mình thấy là cần phải đáng tham khảo, đấy là cuộc khủng hoảng này nó diễn ra trên 3 mặt trận là sức khỏe, cộng đồng, thứ hai trên thị trường tài chính và thứ ba là nền kinh tế. Và cả ba cái mặt trận này nó đều tương tác với nhau, cho nên là rất khó để dự đoán tương lai như thế nào. Thì đây là một cái Tùng thấy đánh giá, một cái đánh giá rất là đáng suy nghĩ, vì là Singapore là một cái nước mà họ là một cái hub ở trên cái thị trường tài chính ấy, cho nên là các số liệu của họ là tốt hơn, tức là họ là cái chỉ báo trước so với cả các nước khác. Thứ hai là bản thân chính phủ Singapore là những người mà họ là những người làm chính sách rất là tốt, thì ngay cả họ như vậy mà họ cũng đánh giá như này, thì chúng ta thấy là cuộc khủng hoảng này nó sẽ rất là phức tạp. Vậy hành động của chúng ta là gì? Thì Tùng kể một câu chuyện về một cái anh chàng luật sư là Benjamin Roth, là cái trong một nhật ký khủng hoảng viết năm 1931, là 2 năm sau diễn ra đại suy thoái năm 1929. Thì anh có đặt câu hỏi địa chỉ tin cậy để đầu tư là gì? Bất động sản, cổ phiếu hay trái phiếu? Thì anh thấy là bất động sản thương mại là rất là khó bán, mất công bảo trì và vận hành. Đây là năm 1931 nhé, anh viết đúng vào thời điểm đấy, là đúng vào thời điểm đang khủng hoảng luôn. Và anh nhận ra là thì môi trường kinh doanh thay đổi và sự tăng trưởng của đất nước, cho nên là việc đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu là một kỹ năng thiết yếu. Sau đây là 1931, là gần 100 năm trước đây nhé. Và anh nhấn mạnh là cổ phiếu và trái phiếu không phải là để chơi, mà là để giữ gìn nguồn vốn và có mức lợi nhuận phù hợp. Vậy thì cũng trong chia sẻ của anh ấy, thì anh ấy hướng dẫn đến nguyên tắc đầu tư cổ phiếu và trái phiếu cách đây 100 năm nhé. Đấy là luôn luôn mua cổ phiếu và trái phiếu khi chúng có giá rẻ, nguyên tắc đầu tiên. Cái thứ hai là luôn luôn có sẵn tài tiền để làm cái việc số 1 này. Vì sao có sẵn tiền? Là vì phải có tỷ lệ tiết kiệm nó hơn 10% đúng không ạ? Và sau khi mua thì luôn luôn nắm giữ, chú trọng một cái tăng trưởng dòng tiền của doanh nghiệp chứ không chú trọng vào biến động giá cổ phiếu. Không ai dự đoán được biến động giá cổ phiếu cả. Đây là quan niệm của anh đấy nhá. Đây là anh rút ra kinh nghiệm từ là một người tên là George Baker, là một New York banker. Thì giá cổ phiếu đã rẻ hay chưa? Thì chúng ta chúng ta có thể thảo luận sâu hơn về câu hỏi này. Tuy nhiên Tùng có một cái đồ thị để gọi các nhà đầu tư tham khảo. Đây là định giá PB của VN Index suốt từ giai đoạn năm 2008 đến năm 2020. Thì thông thường PB của thị trường trung bình đâu đấy khoảng tầm 2 lần. Và khi mà PB vượt lên trên khoảng 2,8 lần thì lúc đấy thị trường đang được định giá tương đối là cao. Còn nếu mà PB của thị trường định giá khoảng quanh tầm 1,2 thì thị trường chứng khoán lúc đấy, cả thị trường nói chung đang được định giá tương đối là rẻ. Hiện nay PB của thị trường đâu đấy khoảng tầm 1.5. Thì Tùng nghĩ là cũng ở mức hấp dẫn, mặc dù là như Tùng đã nhấn mạnh trong các cho các buổi trước đấy là chưa rẻ đến mức lực cười đúng không ạ? Nhưng cũng là mức tương đối là hấp dẫn để cho những nhà đầu tư mà chưa có tài sản là cổ phiếu, chúng ta bắt đầu kênh tích lũy, kênh đầu tư tích sản. Xin hết. Xin cảm ơn Tùng có một cái phần điểm qua tuy ngắn gọn nhưng mà cũng khá là đầy đủ bức tranh hiện tại và thời gian tới. Bây giờ
Trước khi đi vào phần thảo luận của quý nhà đầu tư thì tôi hiện tại là tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi của quý nhà đầu tư quan tâm rồi. Nhưng mà quý nhà đầu tư cứ bình tĩnh đúng không ạ? Panel sẽ trao đổi trong vòng độ khoảng 45 phút, sau đó sẽ dành 15 phút cuối để mà trao đổi với các nhà đầu tư. Thì ở đây tiếp lời của phần anh Tùng thì tôi chỉ bổ sung thêm một vài cái data số liệu liên quan COVID thôi, vì nó dù sao nó vẫn là một câu chuyện mà hàng tuần có lẽ là chúng ta nên update lại đúng không ạ? Tôi nhớ là cách đây 2 tuần khi mà chúng ta bắt đầu cái chương trình D-Inside này số 01 thì lúc đó là con số mới có 168.000 người nhiễm thôi. Trong vòng 2 tuần bây giờ đã lên đến 722.000, mức độ tăng rất là nhanh đúng không ạ? Có hai cái chỉ báo mà những lần trước tôi đã có nhấn mạnh là chúng ta cần theo dõi, đó là active case, tức là số các cái người vẫn còn bị mắc bệnh chưa khỏi. Thì cái đồ thị này cho thấy là cái số lượng này vẫn tiếp tục tăng. Cái chỉ báo thứ hai là cái số new case, tức là số mắc bệnh mới. Thế thì chúng ta theo dõi suốt cái đồ thị màu vàng này trong vòng 2 tuần nay rồi thì đã bắt đầu thấy có dấu hiệu ngóc đầu đi xuống. Đấy, thì không biết là nó có xuống thật không thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi đúng không ạ? Rồi đây là một cái đồ thị trong cái báo cáo gần đây của JP Morgan, người ta visualize trên một cái đồ thị để chúng ta biết là các nước đang ở cái giai đoạn nào của cái phòng chống dịch. Thì ta nhìn thấy rất rõ là Trung Quốc là đã ở bên kia dốc rồi, họ là tương đối ổn của cái round 1 rồi. Trong khi đó là Hàn Quốc cũng ở vùng sắp xỉ đỉnh và đi xuống. Trong khi đó những cái nước khác như là Ấn Độ hay là Anh hay là Mỹ là vẫn còn ở cái vùng khá là xe so với cái mức ở trên kia. Chúng ta nhìn qua, điểm qua một vài cái báo cáo để chúng ta xem được là như nào, tham khảo thôi. Ngoài ra thì theo cái nguồn của John Hopkins, người ta có vẽ mấy cái đồ thị nó chi tiết hơn một chút, kia là visualize nhưng chưa rõ về data. Ở đây tôi lấy thêm cái data để mọi người theo dõi là tại sao người ta vẽ cái data này, bởi vì người ta lấy một cái mốc là làm sao mà chúng ta gọi là flatten the curve được, tức là kiểm soát được cái số người tăng bệnh không quá nhanh để mà cái hệ thống y tế nó không bị quá tải. Thì người ta lấy một cái mốc là cái đường chuẩn á, là 35% daily, có nghĩa là cứ mỗi một ngày cái số lượng người mắc bệnh mới ở cái khu vực đó là tăng lên 35% so với số ngày trước. Thì đó là cái mốc khá là quan trọng. Và mốc thứ hai là cứ sau mỗi 3 ngày là số bệnh nhân lại tăng lên gấp đôi. Thì ta nhìn vào hai cái đường này, tôi thấy là cái đường của Mỹ là nó vẫn còn phía bên tay trái khá là nhiều, đúng không? Trong khi đó là Trung Quốc hay là Hàn Quốc là tương đối thành công, là họ đã phía bên tay phải của các cái đường chuẩn đó rồi. Đó là chúng ta visualize, ta nhìn qua một tí, đúng không? Những nước như Thổ Nhĩ Kỳ hay là Mỹ là vẫn còn phía bên trái này. Rồi đây là cái đường mà vẽ các cái bang ở Mỹ, đúng không? Các cái tiểu bang ở Mỹ bây giờ chúng ta nhìn cũng theo đúng cái chuẩn của các cái đường đó luôn. Thì những cái bang mà đang bị mắc bệnh và tăng rất là nhanh, và như ông Trump, tổng thống Trump là định là sẽ phong tỏa luôn cả New York. New York này đang là trường hợp khá là nghiêm trọng này, vẫn còn xa phía cái đường bên kia. Hai cái bang khác là New Jersey hay là Michigan cũng đều trong tình trạng tương tự như là New York. Trong khi là các cái bang khác của Mỹ diễn ra trước đó như là Washington hay là California thì đã nhảy qua phía bên phải của cái đường đó rồi. Ngoài ra có thêm một cái nghiên cứu nữa là người ta đo lường xem thử là ở cái giai đoạn nào thì sẽ là đỉnh của cái số bệnh nhân tăng và đáp ứng được cái nhu cầu về y tế có thể chăm sóc được. Thì cái con số này cũng giúp cho nhà đầu tư có thể, bởi vì thực ra rất nhiều data nhưng mà chúng ta là nhà đầu tư thì người ta nhìn vào cái gì, đúng không ạ? Thì đây là toàn nước Mỹ, là theo cái nguồn nghiên cứu này người ta dự báo là đến ngày khoảng giữa tháng 4 là sẽ đạt đỉnh về cái số người mắc nhiễm bệnh mới. Còn bang New York thì sớm hơn một chút, khoảng độ 6 tháng 4. Bang California là chậm hơn một chút, là 24 tháng 4. Và New Jersey là khoảng ngày 11 tháng 4. Đó là một số cái data thêm để mọi người tham khảo. Đây là đồ thị cập nhật cái chứng khoán của Mỹ. So với tuần trước thì nó cũng có hồi một tí ở tuần vừa rồi. Nhưng mà thị trường Việt Nam thì thậm chí còn yếu hơn khá là nhiều. Người ta thấy là cứ cái phiên nào mà thị trường nước ngoài Mỹ mà giảm rất mạnh thì chúng ta cũng giảm rất mạnh, mà thị trường nước ngoài hồi mạnh chúng ta cũng không hồi. Thì đó là cái điểm mà chúng ta cần hết sức lưu ý. Giao dịch của khối ngoại thì bán ròng rã suốt hơn tháng nay, nhưng mà có cái phiên hôm thứ 6 tuần trước thì bắt đầu cái đà bán chững lại, thì chúng ta tiếp tục theo dõi cái số này. Đó là tôi điểm qua bổ sung thêm một vài data. Rồi xin hỏi các analyst có thể bổ sung thêm là các anh chị có thể bổ sung thêm góc nhìn theo dõi của mình là tình hình Covid tính đến ngày hôm nay diễn biến như nào rồi, và nhìn tiếp theo trong tuần tới và thời gian tới sẽ ra sao ở thị trường thế giới Việt Nam. Ngoài Covid thì các cái yếu tố khác ảnh hưởng quan trọng đến thị trường như nào thì
xin mời các anh có thể cập nhật cho quý nhà đầu tư. Xin mời anh Hưng. Về diễn biến của Covid thì hiện tại ở Việt Nam thì tình hình thì hiện tại là cũng là tại vì Việt Nam đã áp dụng những cái biện pháp ngay từ đầu để ngăn chặn Covid khá là thành công. Thế nên là cái xu hướng mà tăng của Covid của Việt Nam nó cũng khác với các nước khác. Tức là cái các cái nước khác thì họ có thể họ sẽ có cái đỉnh rất là nhỏ, họ tăng rất là nhanh để đạt đến một cái đỉnh rất là nhỏ, và họ sẽ cái thời gian mà để đạt đến cái đỉnh đấy của họ thì tương đối là nhanh. Trong khi Việt Nam đang áp dụng các cái biện pháp để ngăn chặn phòng ngừa cái lây lan trong cộng đồng khá là hiệu quả. Thế nên là hiện tại thì Việt Nam thì cái con số bình quân tăng hàng ngày thì nó rơi vào khoảng hơn 10 ca, thì có thể thấy là cái việc xác định đỉnh của Việt Nam nó sẽ khác với tương đối là khác so với các nước trên thế giới, nhưng mà Việt Nam đã có cái biện pháp phòng ngừa nó ngay từ đầu nó khá là khác rồi, đặc biệt so với thế giới rồi. Thế nên là em thấy là bây giờ cần nhìn nhận để xem là khi nào thì Việt Nam thành công trong cái cuộc chiến chống lại Covid này, thì có những cái mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta trong 2 tuần tới đây, khi mà một số thành phố lớn đã bị phong tỏa, tức là phong tỏa một phần, thì cái chúng ta cần theo dõi xem là cái hiệu quả của các cái biện pháp này đến đâu, số ca nhiễm mới nó sẽ có dừng lại không, và nó có giảm xuống hay không, và các cái điểm, tức là các cái ổ dịch lớn hiện nay họ có thể kiềm chế được thành công không, như là ổ dịch ở Bạch Mai hoặc là ổ dịch ở ba Bút Tha. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần theo dõi trong 2 tuần tới. Thì nếu mà Việt Nam thành công trong việc mà ngăn chặn được các cái ổ dịch đang diễn ra như là Bạch Mai và Ba Bút Ha, thì Việt Nam có thể thành công trong việc ngăn chặn cái Covid này. Một điểm nữa đó là cái việc mà có thể thấy là Việt Nam hiện nay cũng khá là thành công trong việc điều trị những cái ca mà mắc Covid. Thì thông tin mới nhất thì hôm nay thì đã có 52 người khỏi bệnh rồi, trong số là tổng số ca nhiễm của Việt Nam là 194. Thì đây là cũng là một thông tin cũng là khá tích cực trong bối cảnh hiện nay. Đấy là những cái đánh giá của em về okay, xin cảm ơn anh Hình. Về như anh Hình khá là lạc quan về tình hình sốt Covid ở Việt Nam. Tôi nhớ là cái hôm mà xảy ra cái cây của bệnh nhân số 17 nha, hôm đó khoảng 8 tháng 3, hôm nay là 30 tháng 3. Thì từ 10 bao nhiêu ca ta? 16 mà bây giờ đã là 190 mấy, gần 200 rồi. Thì cái con số nó tăng là không hề, mặc dù là xét tuyệt đối so với thế giới chúng ta ít, nhưng mà về mức tốc độ tăng là tương đối nhanh. Và thì không biết là vấn đề này anh Hoàng có bổ sung gì thêm cái góc nhìn của anh về tình hình này như nào? Về thực ra thì về các thị trường tức là các chính phủ thì tôi quan sát là có hai phương pháp, tức là đóng chặt ngay từ đầu, đấy là Việt Nam, Trung Quốc hay là Hồng Kông. Còn những cái nước mà lúc đầu vẫn còn nghe ngóng, gọi là tôn trọng dân chủ, như là EU, là Mỹ, là UK, thì những cái nước mà đóng chặt ngay từ đầu như chúng ta thì cái sinh mạng của người dân tôi thấy là được bảo toàn rất là tốt. Tức là chính phủ của chúng ta là có những cái sự tích cực gọi là hàng đầu thế giới về trong cái công tác phòng chống dịch, thì tôi cảm thấy rất là tự tin và cũng rất là ủng hộ chính phủ trong công tác cách ly hay là cái chính sách để đảm bảo cho cuộc sống người dân khỏi cái dịch Covid. Rồi anh qua ngoài yếu tố về Covid thì anh có để ý những cái yếu tố nào quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi trong thời gian tới không? Ví dụ như là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hay như thế nào, anh có thể bổ sung thêm cho các nhà đầu tư. Trong tuần vừa rồi khi mà cái chuyển động của thị trường quốc tế bắt đầu ổn định trở lại, thì chúng tôi thấy cái dòng vốn bắt đầu trở lại một số cái kênh tài sản, ví dụ như là trái phiếu và vàng. Thì đây là một cái diễn biến ngược lại hoàn toàn cái tuần trước đó, khi mà mọi người tháo chạy khỏi tất cả loại tài sản và thậm chí tiền mặt. Thì tuần vừa rồi thì bắt đầu có sự trở lại. Thì tôi nghĩ là cái gọi là cái giai đoạn đầu tiên để xử lý cái cuộc gọi là tạm gọi là khủng hoảng về mặt thanh toán, thanh khoản, đấy, thì
đã ngăn chặn được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang cái giai đoạn thứ hai, đấy là cái giai đoạn mà xem số liệu thực tế và đánh giá số liệu đấy. Thì tôi nghĩ là bây giờ cái số liệu kinh tế sẽ là một cái mối quan tâm rất lớn của các giới đầu tư, đặc biệt là những người làm chuyên môn. Thế anh Khoa và anh Hưng có bình luận gì về cái số liệu ban đầu của kinh tế mình mới ra gần đây không? Và giải thích tại sao mà cái thị trường Việt Nam nó lại yếu đến mức như vậy, trong khi là các anh có thể đưa ra cái góc nhìn thêm không? Tại sao trong bối cảnh này về thị trường Việt Nam, mặc dù là các nhà đầu tư đã thấy cổ phiếu rẻ rồi nhưng mà vẫn bị bán rất là quyết liệt, thì các anh có nhận định gì thêm về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 1 thì có thể thấy là cái mức này là cái mức khá là thấp trong vòng rất là thấp trong vòng từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến nay, thì mức thấp thứ hai thì sau năm 2, chỉ sau đến mức của năm 2009 thôi. Tuy nhiên là nhìn về tuy nhiên cái mức độ này cũng là cái mức mà nó tương đối là trong cái expectation của chính phủ. Khi mà trong bộ kế hoạch đầu tư đưa ra cái kịch bản hồi tháng 2 thì có ước tính là GDP quý 1 của Việt Nam đâu đó tăng trưởng cũng chỉ được đạt khoảng 3.8-3.9% thôi. Tức là nó cũng không phải là một cái gọi là quá là ngoài tầm tay, tức là mình ngoài vượt tầm dự báo của Việt Nam. Tuy nhiên là có vẻ như là cái dịch Covid-19 này nó đang diễn ra lâu hơn, tức là nó đang diễn ra lâu hơn so với kịch bản của chính phủ hồi đầu năm, thì có thể đâu đó là trong quý 2 này GDP của Việt Nam cũng sẽ tăng trưởng mức rất là thấp và không đạt được cái mức mà dự kiến ban đầu của bộ kế hoạch đầu tư đưa ra hồi tháng quý 2. Tuy nhiên là nếu mà nhìn trên góc độ trên bình diện quốc tế thì tôi đánh giá là cái tăng trưởng GDP của Việt Nam nó vẫn là một mức tăng trưởng tương đối là tích cực so với mặt bằng chung, khi mà so sánh với thế giới, ví dụ Mỹ như Trung Quốc khi họ tiến hành là shutdown một số các cái thành phố lớn để kiểm soát dịch Covid thì khả năng cao là sẽ ghi nhận cái mức tăng trưởng âm trong quý 1 và quý 2 của năm 2020. Đấy, thì Việt Nam bây giờ đánh giá cái kịch bản kinh tế là tương đối là khó, mà chúng ta cần nhìn vào cái việc là bao giờ thì Việt Nam có thể kiểm soát được dịch Covid. Nếu mà kiểm soát càng nhanh cái dịch Covid này và cái hoạt động kinh doanh nó trở lại bình thường thì chúng ta mới có thể hy vọng là cái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay nó sẽ ở mức tạm gọi là tích cực so với mặt bằng của thế giới. Còn nếu mà tức là chúng ta phải xem là cái chúng ta kiểm soát được dịch bệnh trong quý 2 hay là trong quý 3 hay là trong quý 4 thì những cái thời điểm mà kết thúc việc kiểm soát thành công cái dịch bệnh Covid nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà chúng ta ghi nhận được mức tăng trưởng kinh tế bao nhiêu trong năm 2020. Ok, như vậy là ban đầu đều cho rằng là cái yếu tố Covid còn khá là nhiều ẩn số và chúng ta phải theo dõi sát sao, cũng như từ đó là các cái số liệu về kinh tế nó sẽ lần lượt ra như nào, đúng không? Và liên quan đến liên các doanh nghiệp nữa. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai là phần trọng tâm ngày hôm nay. Ta khảo sát các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong lịch sử, đúng không ạ? Thì đây là cái chart mà nãy anh Tùng đã trình bày cho các nhà đầu tư rồi, các cuộc khủng hoảng trong lịch sử xảy ra. Và như Wells Fargo đã thống kê, tức là cái mức độ thị trường chứng khoán giảm rất là mạnh, mạnh nhất là 86% của cuộc khủng hoảng 1933, và trung bình của tất cả cuộc khủng hoảng là rơi vào tầm 40% từ đỉnh xuống đáy. Thế thì tự trung lại trong tất cả cuộc khủng hoảng trong lịch sử, có thể có nhiều cuộc khủng hoảng lớn hay nhỏ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta zoom lại 4 cái lần khủng hoảng lớn nhất trước cái cuộc khủng hoảng lần này, đúng không ạ? Có thể coi là đại khủng hoảng 1933, cú sốc giá dầu OPEC năm 73, đúng không ạ? Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, và cuộc khủng hoảng gần nhất, tức là cuộc khủng hoảng tài chính gọi là đại khủng hoảng Financial Crisis 2008. Thế thì có một cái khảo sát gần đây mà anh Tùng đã chia sẻ, tôi muốn zoom in lại cái phần này, đúng không ạ? Thì so sánh thử là cái thời điểm này nó có những cái đặc điểm gì giống với những cái cuộc khủng hoảng trong quá khứ để mà chúng ta có thể bàn kỹ hơn từ đó. Thế thì trong cái cuộc khảo sát này thì có lẽ là người trả lời đã chọn là lần này bối cảnh giống nhiều nhất là với cuộc khủng hoảng 1933 là một, đúng không ạ?
cái phương án trả lời thứ hai là gần nhất với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Đó là hai lựa chọn lớn nhất, lần lượt là 63% và 19% so với các cái lựa chọn còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào các cái data của khủng hoảng 2933 và khủng hoảng 2008-2009 để chúng ta so sánh với cái bối cảnh lần này. Có bốn cái vấn đề mà panel chúng ta cần zoom in kỹ vào để chúng ta có thể thảo luận kỹ hơn để chia sẻ cho các nhà đầu tư. Đó là chúng ta trả lời cho các câu hỏi là nguồn gốc của các cuộc khủng hoảng này là gì, đúng không? Bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính trước thềm khủng hoảng so với lúc này nó có điểm giống và khác như thế nào. Thứ ba là phản ứng của cơ quan quản lý ra sao, và thứ tư là kịch bản nào cho cái cuộc khủng hoảng hiện tại nó sẽ đi về đâu, đúng không? Thì khi mà trả lời được những câu hỏi này thì nó sẽ cho những cái thông tin rất là quan trọng để các nhà đầu tư có thể đưa ra được cái chiến lược hành động của mình trong thời gian tới như nào. Tôi xin điểm qua một vài cái thông tin. Đầu tiên là cuộc đại khủng hoảng 2933 trước. Khủng hoảng này, đầu khủng hoảng rất lớn và bao trùm tất cả các ngành của nền kinh tế và coi là cuộc khủng hoảng thường, đúng không ạ? Và nó cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cái nguyên nhân gây ra thì đây là do cái mất cân bằng giữa cung cầu hàng hóa thôi và chính sách sai, đúng không ạ? Quá nhiều người tham gia đầu cơ với các loại kênh tài sản và hy vọng là kiếm lời, đúng không? Và sử dụng cái ký quỹ quá nhiều là khôn luôn. Nói chung là trong tất cả cuộc khủng hoảng ta đều nhìn thấy bóng dáng của nó trong đó, đúng không ạ? Và ở cái thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng á, là giá cổ phiếu tăng rất là nhanh. Chúng ta nhìn thấy chỉ số Dow Jones này là tăng trong vòng đâu đó có một thời gian ngắn thôi mà tăng từ tăng đến 300 điểm, đúng không ạ? Và trước thời điểm 1929 là có đến 4 triệu người Mỹ là có sở hữu cổ phiếu trong cái bối cảnh mà tăng như này. Và diễn biến xảy ra là ngày thứ ba đen tối, đúng không ạ? Thị trường cổ phiếu đã giảm rất là mạnh, và tính đến giữa tháng 11 của năm 1929 thì nhà đầu tư đã mất khoảng 30 tỷ đô từ thị trường chứng khoán này. Và nói chung là cái hậu quả của nó là vô cùng khủng khiếp luôn, đúng không ạ? Một loạt các cái ngân hàng sụp đổ, đến có đến 90.000 doanh nghiệp bị phá sản, và thất nghiệp tăng mạnh từ 3% năm 29 lên đến 25% vào năm 1933. Rồi đây là cái cảnh đây, không biết là chúng ta liệu có bị đến tình trạng như này không. Người ta có cái soup kitchen, đúng không ạ? Dòng người của những người Mỹ lúc đó là không có công ăn việc làm, mà không có thực phẩm luôn, xếp hàng để mà được phát miễn phí các cái bánh mì và soup gà, thực phẩm để mà ăn. Rồi thế phản ứng của cơ quan điều hành chính sách này như nào? Ở cái bối cảnh mà xảy ra khủng hoảng này là tổng thống Mỹ lúc đó là Hoover là đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với cuộc khủng hoảng này. Vì ông ấy lúc đầu là vẫn theo cái quan điểm là để cho cái nền kinh tế nó tự điều chỉnh, là chính cái niềm tin của người tiêu dùng là cái chính thôi. Tôi không có điều tiết mạnh mẽ mấy, tức là bị đánh giá là bị quá là chậm, bị tức là can thiệp quá ít và quá chậm luôn. Đây là cái cũng là nguyên nhân tại sao mà khiến cuộc khủng hoảng này nó bị kéo dài. Sau đó rất là may cho nước Mỹ là có tổng thống mới là Franklin Roosevelt. Lúc ông ấy nhìn chức tổng thống thì thấy cái chiến lược đối phó với cuộc khủng hoảng này nó không hiệu quả và nó quá là mơ hồ. Ông ấy đã đưa ra lời hứa là dưới cái chính quyền của ông thì sẽ hành động rất là quyết liệt để mà kết thúc cái cuộc khủng hoảng này, và đưa ra một loạt các cái chính sách trong nông nghiệp này, trong luật về công ăn việc làm. Đấy, và lúc đó là người ta cho rằng là có một cái điều may mắn cho Mỹ, đúng không? Là thảm họa cho nhân loại là chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng mà lại là cái điều may mắn cho Mỹ là chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, một loạt các cái đơn đặt hàng mua vũ khí rồi vân vân các loại tăng lên rất là nhiều, và cuộc khủng hoảng đại khủng hoảng của Mỹ đã chấm dứt ở thời điểm đó luôn. Đấy, đó là điểm lại của khủng hoảng 1933. Tôi điểm lại nhanh của khủng hoảng 2008, đúng không ạ? Thì cuộc khủng hoảng 2008 á là nó lại xuất phát từ nguyên nhân khác, là từ thị trường cho vay dưới chuẩn của bất động sản ở Mỹ, do cái cuộc nổ ra cái bong bóng của dotcom năm đầu năm 2000. Chính vì thế mà để mà hỗ trợ nền kinh tế thì lãi suất Fed của phần rate của Mỹ đã giảm rất là đáng kể, và cùng lúc đó thì các cái khoản cho vay, đặc biệt là cho vay dưới chuẩn đã tăng lên rất là nhiều. Chúng ta nhìn bên đồ thị bên này, trước cái thời điểm mà xảy ra khủng hoảng thì cái tỷ lệ cho vay dưới chuẩn ở Mỹ đã tăng lên vô cùng nhanh luôn. Đấy, và một loạt các cái liên quan đến thị trường bất động sản Mỹ ở đó là đã bắt đầu kích hoạt ra. Đây cái đồ thị mà tăng giá nhà đất ở Mỹ này suốt một thời kỳ rất là dài và trước khi nó bị đổ sập xuống. Và lúc đó thật ra là trước cái thời điểm 2008 á,
là cái tăng trưởng kinh tế của Mỹ là nó đã bắt đầu bị giảm trước đó rồi, giảm tốc rồi, nhưng mà thị trường đã không nhìn thấy được cái này. Ngoài ra thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm cái đồ thị này thì đã kéo dài luôn cho đến cuộc khủng hoảng này để chúng ta so sánh cùng lúc luôn, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra là ta điểm lại trong quá khứ, ở cái thời điểm mà trước khi xảy ra khủng hoảng 2008 á, là cái dư nợ vay margin trên thị trường Mỹ là đều ở đỉnh cực kỳ cao, chúng ta thấy không ạ? Để chúng ta tham khảo so với thời điểm lúc này luôn ha. Đấy. Và đây là cái đồ thị của nợ của các doanh nghiệp ở Mỹ thì thời điểm này là gần đây nhất này. Cái số dư này cũng rất là cao, và ở thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng 2008 thì cái chỉ báo nợ này cũng ở mức vô cùng cao luôn. Để chúng ta thấy là trong tất cả các cái cuộc khủng hoảng đều có bóng dáng của cái quy mô đồng bảy nợ như thế nào. Tỷ lệ nợ xấu của Mỹ ở thời điểm 2008 cũng tăng lên rất là cao. Rồi, thế thì có lẽ là mình đi nhanh luôn vào cái cuộc khủng hoảng lần này. Tôi không khẳng định nó là cuộc khủng hoảng hay là đại khủng hoảng, đúng không ạ? Tôi cũng không biết là nó kéo dài bao lâu, chính vì thế mà tôi để câu hỏi mở cho các cái panel của chúng ta cùng discuss ở đây. Thế thì trên các cái phương diện là nguyên nhân của khủng hoảng như nào, đúng không ạ? Rồi cái bối cảnh kinh tế lúc đó ra sao, cái phản ứng về chính sách như nào, và liên hệ đến thời kỳ này thì kịch bản sẽ ra sao, thì xin mời các panelist có thể chia sẻ cái view của mình cho lần này như nào. Tôi xin mời ý kiến là thực ra mình có thể hiểu khủng hoảng giống như một quả bóng bay bơm quá căng và bị một cái kim nào đấy nó chọc dẫn đến là nó nổ. Thì những cái cuộc khủng hoảng là những cái quả bóng bay bị nổ. Đó thì hiện tại thì rõ ràng là quả bóng bay lần này nó đã được bơm rất là căng rồi. Nhưng mà cái động thái là mặc dù bóng bay đã bị xì một lỗ, nhưng mà Fed liên tục bơm thêm khí vào cái quả bóng bay đó, dẫn đến là quả bóng bay nó sẽ xì một cách từ từ. Đấy, nó khác so với cả năm 1929. Thực ra tất cả mọi người ngồi đây đều không ai có mặt ở 1929 cả. Nhưng mà năm 2008 thì mọi người ở đây đều có mặt rồi. Thì chúng ta có thể thấy là hiện tại và năm 29 là khác nhau ở cái chỗ là Hoover không có làm gì như anh Quang trình bày. Còn nhưng mà ở năm 2020 này thì là Fed đã bơm một lượng tiền rất lớn lên đến hơn 2.000 tỷ đô la, tương đương 10% GDP của Mỹ. Đó thì tức là mình có thể hiểu là ok, quả bóng bay nó bị xì, nhưng mà áp lực áp suất giữa bên trong của bóng bay và bên ngoài nó không chênh nhau quá nhiều khi mà liên tục có một luồng khí được bơm vào để cân bằng. Đó thì có một kịch bản đẹp là quả bóng bay nó sẽ xì từ từ về một cái trạng thái mà hợp lý hơn. Đó thì tôi cũng rất hy vọng là khả năng xoay chuyển tình thế của Fed sẽ giúp cho việc thị trường tài chính, tôi xin nhắc lại thị trường tài chính thôi, là có thể tránh được một cuộc đổ vỡ, tức là Conversion hàng loạt giống như là thị trường nhà đất của Mỹ, thị trường cho vay dưới chuẩn về những cái sản phẩm nhà đất bị đổ vỡ như 2008. Đó thì năm nay thì tôi nhận thấy là cái sự tác động và cái sự nâng đỡ giúp tránh đổ vỡ tốt hơn. Còn trở quay lại câu hỏi là khủng hoảng hay chưa khủng hoảng, thì quan điểm của tôi là nếu như những cái lần suy thoái, mỗi lần suy thoái nó khoảng 3 đến 6 tháng thôi, nhưng mà nếu như mà không xử lý được những cái suy thoái nhỏ thì nhiều cái suy thoái nhỏ nó sẽ thành một cuộc khủng hoảng. Đó, và chúng ta phải quan sát cái thời gian nó phải đủ lâu, những cái suy thoái nó không được giải quyết thì chắc chắn nó sẽ là khủng hoảng. Đó, thì cái này nó không phải là yes or no mà là một quá trình. Một quá trình thì cần phải quan sát rất là kỹ trong vòng 3 tháng tới. Khi mà liên quan rất nhiều yếu tố, liên quan đến dịch tễ, liên quan đến việc phép bơm tiền. Đó, thì tôi hiện giờ cũng không quá bi quan, mặc dù là thị trường chứng khoán thì có một đợt sụt giảm cũng tương đối lắm. Nhưng mà nếu như mà chúng ta ngồi đây so với 2008 thì 2008 đầu năm là 900 điểm, cuối năm là 300 điểm. Còn chúng ta năm nay 2020 thì đầu năm cũng là 900 điểm, đến giờ này mới là 600 điểm, tức là mới nửa chặng đường so với 2008 thôi. Thì những ai ngồi ở đây đã trải qua năm 2008 thì cũng không quá bất ngờ so với cả năm 2020. Rồi, như vậy là quan điểm của anh Hòa là hiện tại đang mới chỉ là recession thôi, là suy thoái thôi. Còn
có xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng như là 2933 hay là 2008 hay không thì người ta lại tiếp tục theo dõi, thì là cái suy thoái nó kéo dài như nào, nó phụ thuộc vào diễn biến dịch tễ rồi động thái chính sách ra sao, đúng không? Thế thì cái view của anh Tùng như nào, anh nghĩ là cái cuộc khủng hoảng lần này so với các cuộc khủng hoảng lần trước thì nó có cái đặc tính gì, và anh nghĩ rằng là ví dụ như nãy Hoàng đã nói là Fed bơm 2.000 tỷ đúng không? Thế thì theo anh Tùng đánh giá thì cái mức như vậy nó có đủ chưa? Trong khi là thật ra là suốt từ cái thời kỳ đến giờ là cái quy mô GDP của Mỹ đã lên, bây giờ đã là hơn 20.000 rồi đúng không ạ? À, thế thì nếu mà 2.000 thì nó cũng chỉ một phần tương đối nhỏ, trong khi là thị trường chứng khoán riêng của Mỹ không đã rớt lên đến 30 mấy gần 40%. Thì anh Tùng đánh giá như nào về cái bức tranh chung này so sánh với cuộc khủng hoảng trước và nhiều lần này nó sẽ ra sao? Tùng đánh giá là cuộc khủng hoảng lần này ít nhất là nó đã tương đương với cuộc khủng hoảng năm 2008 rồi, bởi vì các cái chỉ số về GDP và thất nghiệp ấy nó chỉ có bằng hoặc là tệ hơn thôi, và cái chính sách của Fed hoặc của Ngân hàng Trung ương Châu Âu hoặc các nước khác ấy đều là mạnh hơn năm 2008, cho nên là theo Tùng thì bây giờ câu hỏi Tùng chỉ là nó gần 2008 hơn hay là gần năm 1929 hơn thôi mà thôi, tức là mức độ trầm trọng của nó Tùng đánh giá là khá là trầm trọng rồi. Về vấn đề mà Fed bơm tiền thì chúng ta hiểu là vai trò của Fed là đóng vai trò là người cho vay cuối cùng. Họ bơm tiền với cái điều kiện là các cái tổ chức hoặc là các cá nhân khác phải có cái tài sản thế chấp đảm bảo, chứ họ không phải tự nhiên in tiền từ không khí ra là đến là Bộ Tài chính là vay tiền từ tương lai để dùng cho hiện tại, đúng không ạ? Bộ Tài chính trích ra cái gói 2.000 tỷ đấy để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho người dân, nó phát cho người dân một số tiền là người lớn hình như là được hơn 1.000 đô, đúng không? Trẻ em thì được 500 đô, và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữa. Thì bây giờ câu hỏi là cái anh Qua hỏi là cái số tiền đấy có đủ không, cái biện pháp đấy có hiệu quả hay không, thì tôi có nhớ một câu chuyện mà người Mỹ họ chia sẻ là tức là doanh nghiệp sẽ được nhận được cái gói hỗ trợ đấy với điều kiện là sau 3 tháng là doanh nghiệp không sa thải nhân viên, tức là họ sau 3 tháng họ vẫn phải giữ được cái nhân viên của mình thì họ mới được cái số tiền đấy, còn nếu mà họ sa thải nhân viên thì lúc đấy là họ sẽ phải chịu một khoản nợ lương nhân viên trong mà chính phủ đã cấp cho. Thì bây giờ doanh nghiệp họ sẽ rất là đắn đo, là tại vì với cái tình hình kinh tế như này thì cái niềm tin của họ có hạn ấy, thì sau 3 tháng thì nếu mà họ vẫn giữ nhân viên thì rất là rủi ro, thì có chọn bây giờ có hai lựa chọn, một là chọn sự hỗ trợ của doanh nghiệp, thứ hai là chọn cho nhân viên sa thải, thì rất nhiều doanh nghiệp họ đắn đo cái đấy, và có thể là họ không chấp nhận, không chọn cái gói hỗ trợ của doanh nghiệp vì của chính phủ vì nó là cái rủi ro tiềm tàng trong tương lai. Thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải theo dõi tiếp cái tình hình này. Rồi, cái đánh giá của anh Khoa thế này, anh nghĩ là lần này so với các cuộc khủng hoảng trước thì tôi cũng khá là thích cái quan điểm của anh Hoàng, đấy là mô phỏng nó giống một quả bóng, và bởi vì đang có một cái nỗ lực của Fed nhằm giảm cái mức độ xì hơi ra là nó không nổ. Đấy là một cái quan điểm gọi là hình tượng hóa cái việc gọi là chính phủ hay nói là đúng rồi, hỗ trợ thị trường để nó không quá tệ. Thì đấy cũng là một cái hướng mà nhà điều hành họ đang làm. Tôi thấy hành động của các ngân hàng trung ương đang làm như thế, hỗ trợ hệ thống để không gây sụp đổ. Còn về quan điểm anh Tùng thì tôi nghĩ là bây giờ có vẻ như là mặc dù là thị trường cổ phiếu có vẻ giảm mạnh, nhưng mà những cái điều mà thực sự nó tệ dành cho doanh nghiệp nó chưa thể hiện. Bởi vì chúng ta nhớ là ví dụ trong năm 2008 thì có rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ là phá sản, đúng không? Và Mỹ mua lại. Ví dụ là Bitstone là được JP Morgan giải cứu này, sau đó Goldman Sachs cũng phải giải cứu này. Đấy, thì và Fannie Mae rồi Freddie Mac cũng được quốc hữu hóa. Tức là đến cái mức như thế thì lúc đó mọi thứ nó mới gọi là đến cùng kiệt, và sau đó thì một loạt các nỗ lực mà hỗ trợ của Fed và Bộ Tài chính và kho bạc, thì lúc đó thị trường bắt đầu mới hồi phục lại niềm tin. Nên tôi nghĩ là bây giờ có vẻ như là mọi thứ nó chưa thể hiện ra đâu, nên là chúng ta vẫn
vẫn phải thận trọng, bởi vì có những cái thứ nó đang tiềm ẩn từ phía trước chúng ta chưa nhìn thấy. Còn trên góc nhìn của tôi về khủng hoảng hay là suy thoái ấy, thì tôi bắt nguồn từ một cái lý do ban đầu của khủng hoảng. Tôi tin là mọi khủng hoảng đều xuất phát từ cái việc vay nợ quá mức. Và nếu muốn biết rằng mọi thứ có nguy cơ khủng hoảng hay không thì chúng ta phải nhìn và xem là tình trạng nợ hiện tại của nền kinh tế và hệ thống tài chính nó như thế nào. Đấy thì tôi có khảo sát một số cái số liệu thì thấy rằng là cái tỷ lệ nợ so với GDP của Mỹ bây giờ đâu đó nó khoảng độ trên 100%. Là chính phủ. Đấy. Còn ở khu vực châu Âu nó đâu đó khoảng độ 90%. Thì và cái điểm mà tôi thấy băn khoăn nhất ấy, đấy là cái việc mà cái bảng cân đối của Fed trong cái tuần vừa rồi đã nở lên mức trên 5.500 tỷ. Đấy nó cũng thể hiện một cái con số nó cho thấy rằng là cái hệ thống này nó đang vay nợ khá nhiều, và bây giờ ông Fed ông phải đi ông mua lại những cái khoản đấy để hỗ trợ cho hệ thống. Và cũng chưa chắc là đấy là toàn bộ số nợ đúng không ạ? Bởi vì rất nhiều doanh nghiệp họ có thể họ vẫn còn giữ lại cái nợ mà họ không bán nó lại cho Fed. Đây tôi nghĩ rằng là chúng ta đã có một cái giai đoạn 10 năm vừa rồi gần như là nới lỏng một cách rất là mạnh nhằm hỗ thúc đẩy cho nền kinh tế trở lại bình thường. Nhưng mà cái có vẻ cái lượng tiền đấy nó đã vào những cái chỗ mà nó không thực sự là năng suất lắm, và nó vì tôi lấy ví dụ như vào những cái doanh nghiệp và công nghệ chẳng hạn. Mọi người có thể thấy này, những doanh nghiệp công nghệ mà trong năm vừa rồi chúng ta nghe về những cái unicorn rồi về công nghệ có thể gọi là huy động vốn quy mô rất là lớn, trong khi thực sự cái khả năng sinh lời của họ vẫn còn là dấu chấm hoặc chấm. Và đến gần giai đoạn gần đây thì bắt đầu nảy ra cái câu hỏi là liệu những cái startup kiểu như là WeWork chẳng hạn có thể bị phá sản hay không, và bây giờ có vẻ như là khả năng cao là sẽ bị phá sản, khi mà ngay cả bản thân các cái nhà đầu tư tổ chức của họ, những nhà đầu tư chiến lược của họ còn không hỗ trợ họ nữa. Thì đấy là một cái dấu hỏi về cái tính hiệu quả của cái dòng vốn bơm ra trong suốt giai đoạn 10 năm vừa rồi. Và nó đã làm cho tài sản về mặt cơ bản đã có bong bóng và tài sản, còn chưa hề thấy cái sự nóng lên của lạm phát hay của GDP, nhưng mà tài sản là đã có. Và bây giờ với cái việc mà nền kinh tế tự nhiên bị dừng lại bởi cái dịch bệnh thì nó sẽ đặt những cái doanh nghiệp mà đang kinh doanh không hiệu quả đấy vào một cái vấn đề, đấy là họ sẽ không trả được nợ, và họ không trả được nợ thì bắt buộc là bản thân họ sẽ phải bán tài sản, hoặc là bản thân những cái ông chủ nắm giữ doanh nghiệp ấy phải bán tài sản ra. Và nó sẽ tạo ra một cái làn sóng bán tháo cái tài sản đấy, và khi bán tháo tài sản thì nó sẽ làm cho cái sự giàu có của con người ấy nó sẽ giảm đi, đúng không ạ? Và lúc đấy thu nhập giảm, nó sẽ kéo theo chi tiêu giảm, nó sẽ kéo theo sản xuất giảm, và lúc đấy vòng xoáy nó sẽ cuốn mọi thứ xuống, và nó tạo ra một cái trạng thái đấy là tạm gọi là đình đốn trong nền kinh tế. Thì tôi nghĩ đấy là một cái nguy cơ mà đang có thực, bởi vì hiện tại là chúng ta nhìn thấy là nền kinh tế đang bị dừng lại, đúng không? Các biện pháp của Fed bây giờ chỉ là dừng ở mức là hỗ trợ thanh khoản hệ thống, không để hệ thống sụp thôi. Chỉ còn chưa thấy cái hiệu quả lên cái việc sản xuất. Ok, như vậy là anh Khoa có bổ sung thêm một góc nhìn là bản chất nền kinh tế là nó cũng bị đẩy đến cái bong bóng, và quy mô nợ cũng rất là cao. Tôi nghĩ cái nhận xét nó cũng khá là chính xác. Khi mà chúng ta nhìn vào cái số liệu ở thị trường Mỹ này, trước cái thời điểm xảy ra cái vụ Covid và thị trường giảm một loạt như này, chúng ta thấy là hai bức tranh nó rất là khác nhau. Phía bên doanh nghiệp thì là hầu như là cũng không phải cái gì là quá tích cực, trong khi là thị trường tài sản, đặc biệt là thị trường cổ phiếu thì lại tăng lên rất là nhiều. Cho nên là cái gap giữa hai cái đó tương đối lớn. Và có một cái thống kê nữa là trong suốt khoảng độ 5 năm gần đây thì gần như là người ta tính cái operating earning của doanh nghiệp Mỹ niêm yết hầu như không tăng mấy, tức là cái lợi nhuận mà gọi là hoạt động ấy có, trong khi là thị trường cổ phiếu thì lại tăng đến 60%.
trong cùng thời gian đó, đúng không? Và cái tài sản là bị đẩy ở mức cao trong cái thông số như này đấy, và đặc biệt là cái con số nợ, quy mô nợ của nền kinh tế mà anh Khoa có đề cập, tính cả nợ vay margin để đầu tư chứng khoán, cổ phiếu hay là nợ của doanh nghiệp thì đều là ở mức mức rất là cao, đúng không ạ? Thì ở đây là cái đồ thị của Goldman Sachs, người ta tính cái tỷ lệ default, đúng không? Forecast là nó tăng lên đột biến trong cái thời kỳ gần đây luôn. Đấy, thì không biết là cái góc nhìn của anh Hinh có thể bổ sung thêm thế nào. Anh nghĩ là so với các cuộc khủng hoảng trong lịch sử ấy, thì lần này nó giống với cái cuộc khủng hoảng nào hơn, và nếu mà đưa ra các cái kịch bản cho khủng hoảng lần này thì anh sẽ nhìn nhận như nào? Cho tôi đánh giá thì cái suy thoái thì nó đang diễn ra trên thế giới rồi, vì nó bị tác động bởi cái việc là các cái chính phủ trên thế giới thì họ phải phong tỏa một số thành phố, shut down các cái nhà máy để ngăn chặn cái dịch Covid đang diễn ra trên thế giới. Thì cái động thái của Fed hiện nay là tôi nghĩ là cái động thái rất là cần thiết trong bối cảnh hiện tại, tức là Fed đang bơm rất là nhiều thanh khoản ra thị trường để tránh đổ vỡ trên thị trường tài chính. Thì tôi đánh giá là cái khủng hoảng, các cái đợt khủng hoảng gần đây, các cái cuộc khủng hoảng, đại khủng hoảng lần trước nó diễn ra, nó kéo dài rất là lâu, diễn ra trong rất là nhiều năm, nó là tự đến từ cái việc là đổ vỡ trên cái thị trường tài chính. Nhưng đấy, cái sự đổ vỡ đấy nó sẽ dẫn đến cái cuộc khủng hoảng, các cái cuộc khủng hoảng về sau. Thì bây giờ nhìn lại là nó sẽ là kịch bản như thế nào, thì chúng ta phải nhìn là cái thứ nhất là cái việc là các cái nước trên thế giới họ sẽ phải trong bao lâu sẽ mất cái khoảng thời gian trong bao lâu để có thể ngăn chặn được cái Covid đang diễn ra và quay trở lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Nếu mà cái việc phong tỏa nó diễn ra trong khoảng thời gian ngắn thôi, thì cái câu chuyện về rủi ro, về khủng hoảng nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Ví dụ như là trong quý 2 này, một số nước như là Mỹ, Anh họ có thể tạo đỉnh và ngăn chặn được cái Covid và quay trở lại sản xuất, thì cái rủi ro nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với cái việc là phải đến quý 3 hoặc là thậm chí là quý 4 năm nay các cái nước đấy mới ngăn chặn được Covid. Thứ hai là chúng ta phải xem là các cái động thái hỗ trợ các nền kinh tế lớn trên thế giới thì nó sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế, liệu những cái động thái này nó có đủ để hỗ trợ để tránh đổ vỡ trên thị trường hay không. Thì cái động thái của Fed hiện nay là họ đang bơm thanh khoản để tránh đổ vỡ trên thị trường tài chính. Thì Fed thì chúng ta có thể thấy là cái động thái của họ hiện nay là khá là quyết liệt. Thậm chí là Fed đã đưa ra cái gói QE vô cực để hỗ trợ thị trường. Thì nếu mà so sánh với các cái bảng cân đối kế toán của ECB hay là BOJ thì ta có thể thấy là cái nguồn lực của Fed của họ sẽ vẫn còn rất là nhiều. Khi mà cái quy mô của các cái gói QE, cái khối lượng tài sản của Fed nắm giữ so với GDP của nền kinh tế Mỹ nó chỉ ở mức là khoảng 20% hoặc 25% gì đấy. So với cái quy mô của ECB là BOJ là lên đến thậm chí là trên 100% GDP. Ngoài ra thì các chính phủ trên thế giới thì họ cũng đang dùng các cái biện pháp kích cầu để hỗ trợ trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng bởi cái Covid. Thì những cái động thái này là những cái động thái trong ngắn hạn để ngăn chặn cái sự đổ vỡ. Thì còn cái câu chuyện bây giờ, cái câu chuyện quan trọng nhất là trong bao lâu các cái nước đấy họ vượt qua được cái Covid để họ trở về với sản xuất kinh doanh bình thường. Vì cái câu chuyện đình đốn sản xuất nó sẽ có tác động rất là lớn đến cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu, và nó sẽ nếu mà nó diễn ra trong một thời gian dài thì nó sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng trên thế giới. Thì hiện nay thì chúng ta vẫn cần phải quan sát thêm là liệu các cái diễn biến về ngăn chặn Covid nó diễn ra như thế nào, liệu các nước có thành công trong việc ngăn chặn hay không, thì nó sẽ quyết định là cái khoảng bao lâu, cái mức độ bị khủng hoảng thế giới là cái quy mô là đến đâu, và cái cuộc khủng hoảng nó sẽ diễn ra trong thời gian khoảng bao lâu. Nếu mà
nếu mà cái việc sắp đao các cái hoạt động kinh doanh nó diễn ra kéo dài thì cái cuộc khủng hoảng, cái quy mô nó sẽ lớn và kéo dài hơn so với rồi à, mình hiểu ý của Hưng rồi. Thì mình hiểu là các panelist đều đang quan sát khá là kỹ Covid và cái động thái của Fed đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì nếu mà chúng ta so với cái cuộc khủng hoảng là gần đây nhất 2008 ấy, khi bắt đầu nó xảy ra sự cố ấy, thì thật ra là Fed lúc đó là cảm giác là giống như đạn vẫn còn rất là nhiều ấy, vì lãi suất là lúc đó rất là cao đúng không ạ, và giảm dần suốt một thời gian. Trong khi bây giờ vừa xảy ra Covid phát là vì lãi suất ông ở mức thấp, ông giảm phát là kịch kim về không hết rồi. Đã, thì không biết là các chuyên gia của mình có để ý cái vấn đề này hay không, liệu là cái động thái của Fed trong cái bối cảnh như vậy nó có khó khăn hơn so với cái lần trước đây như thế nào nhiều không? Thực ra thì tức là mình cảm giác là hết đạn thì cũng đúng, bởi vì là dư địa, tức là cái về chất lượng thì là lãi suất nó về cái kim là sát không rồi. Thế nhưng mà về lượng thì vẫn có thể là bơm thêm, tức là mua những cái nợ vào và tăng cái balance sheet của Fed lên, tức là một động thái là bơm tiền ra thị trường. Thì hiện tại thì quy mô của tài sản của Fed so với cả GDP của Mỹ vẫn là gần như là thấp nhất trong cái khối thị trường phát triển. Đấy thì là nói là hết đạn thì đúng, nhưng mà còn đạn thì cũng đúng. Tức là hết cái dư địa để cho vay giá rẻ thêm, nhưng mà ở cái mức này thì vẫn có thể bơm thêm nhiều tiền nữa. Như vậy là vẫn có thể đâu đấy là vẫn nâng đỡ được thị trường tài chính thông qua nhiều gói vài nghìn tỷ đô. Thì chúng ta có thể hiểu là bơm trong quá khứ thì chưa có gói nào lớn như cái gói vừa rồi là 2.000 tỷ đô, là 10% GDP hiện tại. À, đấy, nhưng mà chúng ta có thể hiểu là Fed có thể bơm thêm vài gói 2.000 tỷ đấy nữa cơ. Đó thì tôi nghĩ là trong bối cảnh hiện tại, mà nhất là tôi thì tôi quan trọng nhất là cái giá dầu. Đấy, nếu như giá dầu cao dẫn đến lạm phát cao thì Fed không thể bơm tiền được. Nhưng nhờ có công nghệ dầu đá phiến từ 2015 dẫn đến là cái mức mặt bằng mới của lạm phát ấy, thông qua là mặt bằng commodity của giá dầu thì là đang ở mức thấp trong lịch sử, do cái khả năng sản xuất nó vượt cho cái nhu cầu tiêu dùng của toàn nền kinh tế trên thế giới. Đó thì Fed có thể có vài cái gói 2.000 tỷ đô. Ok, như vậy tôi có thể tổng kết lại nha, để trả lời cho câu hỏi là các kịch bản có thể xảy ra cho lần khủng hoảng này như thế nào. Thì cái người mà có vẻ như là thận trọng nhất ấy, hay là tôi tránh dùng cái từ bi quan đúng không ạ, thì là anh Tùng. Anh Tùng khẳng định là ngay từ bây giờ là ít nhất là bành khủng hoảng 2008 rồi, đúng không ạ? Thế còn nó có đến mức nghiêm trọng là khiến thị trường sụt giảm 86% như 2003 không thì là chúng ta lại xem tiếp. Đấy, tức là anh Tùng view là như vậy ha. Cái người mà thành trọng thứ hai trong panel của chúng ta có lẽ là anh Khoa, đúng không ạ? Anh Khoa thì chưa khẳng định như đinh đóng cột như anh Tùng, nhưng mà anh Khoa cho rằng là cái nền kinh tế nó tiềm ẩn rất nhiều cái thứ nguy hiểm mà có thể chúng ta chưa nhìn thấy hết được, mặc dù là hiện giờ thì nó có thể chưa biểu hiện ra nhưng rất có thể nó sẽ xảy ra. Còn hai panel còn lại của chúng ta là anh Hoàng và anh Hinh thì có vẻ như là đỡ bi quan hơn và cho rằng hiện tại thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi cái Covid như nào, và hiện tại ít nhất là Fed cũng đang hỗ trợ được thị trường, tránh được cái vấn đề về thanh khoản hiện tại. Tôi xin bổ sung một chút thì tức là lạc quan một chút về thị trường tài chính, nhưng mà về cái nền kinh tế thật thì thực sự là cũng khó khăn. Nhưng mà vì là trong một cái thị trường tài chính thì nó mo hơn về cái cung quả cầu, thì bây giờ cái nhu cầu nó vẫn thế thôi, nhưng mà tức là cái nguồn cung thì vẫn thế thôi, nhưng mà cái nhu cầu đến từ Fed, tức là Fed sẵn sàng mua. Tức là tăng cái cầu của thị trường tài chính thì nó sẽ tốt hơn. Đó, còn nền kinh tế thật thì tôi nghĩ là cũng sẽ rất khó khăn. Rồi, tức là anh Hoàng lại chia làm hai ra. Tức là nền kinh tế thì anh cho rằng là khó khăn, nhưng mà thị trường thì tạm thời là các cơ tài sản là được hỗ trợ và bơm tiền, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ chúng ta trả lời thêm một câu hỏi thứ hai rất là quan trọng. Các kịch bản thì rõ rồi. Và thứ hai là thách thức và cơ hội từ khủng hoảng như nào. Thế thì từ kinh nghiệm của các anh ở đây cũng đã từng trải qua cuộc khủng hoảng, thì anh cho rằng là cuộc khủng hoảng lần này nó có thể tạo ra thách thức đối với nền kinh tế, với doanh nghiệp và với các nhà đầu tư chúng ta ra sao, và song song với bên cạnh đó là cái cơ hội sẽ như nào và dành cho những ai. Các anh có thể chia sẻ phần này được không?
trong trong panel này thì phần lớn chúng ta đều trải qua cuộc khủng hoảng lần trước hết rồi đúng không? Thế là xin mời anh Tùng đi. Tùng nghĩ là thách thức sẽ rất là khó khăn đấy, vì chúng ta thấy ví dụ nhìn như ở Mỹ thì cái leading indicator là cái tỷ lệ người thất nghiệp ấy đã tăng rất là mạnh rồi, tăng 3,3 triệu người rồi và dự kiến còn tăng rất là mạnh trong thời gian tới. Đa số các công ty là họ sẽ bắt đầu cho nghỉ việc từ ngày 1 tháng 4, tức là đợi hết tháng 3 này thì việc chúng ta nhìn một cái cuộc hỏa năm 1929 ấy, thì là 1/4 số người lao động là thất nghiệp. Ở Việt Nam mình thì chúng ta thấy là ảnh hưởng cũng rất là nhiều rồi. Hôm nay Tùng đi làm thì thấy là đường xá rất là vắng, rất là nhiều người lao động đã có lẽ là đã đi về quê rồi, họ cũng ảnh hưởng đến việc làm rất là nhiều. Và đặc biệt là những cái ngành mà thông dụng lao động của mình ấy, ví dụ như ngành dệt may chẳng hạn, thì khi mà các đơn hàng bị hủy thì rất là nhiều người công nhân là bị mất việc, thì Tùng nghĩ là chúng ta sẽ phải đối mặt với cái tình huống rất là khó. Thì hy vọng là mọi người chuẩn bị trước tinh thần cho cái tình huống đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có dịch bệnh nữa, thì là một cái rủi ro rất là lớn. Còn về cơ hội thì trong khủng hoảng bao giờ cũng có cơ hội. Nếu bạn có tiền, cái trích luôn luôn là bạn có tiền khi mà khủng hoảng nó xảy ra. Vì tôi đọc lại cái câu chuyện về nhật ký khủng hoảng của Benjamin Roth năm 1931 ấy, thì anh ấy nói là lúc đấy mọi người đều nhìn thấy cổ phiếu giá rất là rẻ rồi, đều thấy là cơ hội rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà chả ai có tiền để mua lúc đấy cả. Thật sự là không ai có tiền lúc đấy mua cả. Và những người hiếm hoi còn lại có tiền ấy, thì họ không có đủ can đảm để mua, vì mọi thứ quá là bi quan. Thì bây giờ chúng ta là, tôi nghĩ thì chúng ta chưa đến mức đấy, vì bây giờ rất là nhiều người vẫn còn rất là nhiều tiền và cũng chưa bi quan đến mức đấy. Thì cơ hội vẫn có, nhưng mà cơ hội đến mức tuyệt vời như kia thì có lẽ là chúng ta vẫn phải chờ thêm. Tức là trường với cú gọi là đổi đời ấy. ngay đo đảo. Rồi thế thì anh Khoa thì đánh giá cái thách thức và cái cơ hội từ khủng hoảng này như nào? Trong cái lần khủng hoảng đấy thì ở Mỹ thì tôi cũng nhớ là như trong quá trình đi xuống từ năm 29 đến năm 34 thì nó cũng phải có đến 7-8 lần mà phục hồi ngắn. Đâu đó thì khoảng độ 10-20 thì có lần 30%. Và nhiều cái chính sách đã đưa ra, mọi người cảm giác là mọi thứ đã ok rồi. Mọi thứ tương lai nó trở lại rồi, nhưng mà rồi nó lại những cái làn sóng khiến cho những người đấy lại cắt lỗ và tháo chạy khỏi thị trường. Thì đấy cũng là một cái thách thức rất lớn. Khi mà chúng ta chưa lượng hóa được tất cả cái thiệt hại của nền kinh tế của doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ nhầm lẫn và chúng ta dễ bị ảo tưởng rằng là thị trường đã ổn rồi, trong khi xu hướng giảm sẽ tiếp diễn. Thì đấy là một cái mà tôi muốn lưu ý nhà đầu tư, đặc biệt là những người chưa thực sự vững vàng về cái tư duy đầu tư, những người mà vẫn còn đang lấn cấn đong đưa giữa lướt sóng đầu cơ hay là đầu tư, và những người chưa có kỹ năng quản trị vốn, thì đấy là một cái thách thức rất lớn. Đúng không? Tôi nhớ là từ tháng 11 năm 1930, từ tháng 4 năm 1931 là chỉ số S&P là tăng 43%. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta mua vào năm 1931 ấy, thì đến năm 1932 danh mục của chúng ta chỉ còn 1/3 giá trị so với 1931 thôi. Cái hồi tôi nhớ là hồi khủng hoảng 2008 ấy, đấy, thì sau khi thị trường mình đã đến 1174 ở cao nhất đúng không ạ, thì là correct đoạn đầu ra 1 xuống 900. Thì tôi nhớ lúc đó tôi có đọc một cái bài báo trên tờ Đầu tư Chứng khoán, thậm chí một phóng viên còn bảo là bây giờ mà tôi có bao nhiêu tiền là ôm hết ở cái vùng này. Mà các bạn biết lúc đó là VN Index là 900, và sau đó nó xuống thấp nhất là 235 điểm. Đó, chúng ta không thể tưởng tượng được là cái tiềm ẩn nó có thể đến mức như nào. Tôi không nói là ám chỉ là bây giờ nó sẽ như thế nha, nhưng mà ý là chỉ là một sự nhắc nhở cho chúng ta thôi, ý là như vậy. Anh Hoàng đánh giá về cái thách thức và cơ hội từ khủng hoảng này như thế nào? Nói vui một chút, tức là phóng viên chắc là bảo là mua hết nhưng mà quên không viết một cái bài sau đấy là tôi đã bán vào T+3 như thế nào. Nói vui thôi, tức là thị trường chứng khoán luôn luôn người mua người bán, người mua thì sẽ kỳ vọng là giá tăng, người bán thì sẽ kỳ vọng là giá tăng.
Thì thực ra nhà đầu tư Việt Nam á, thì năm 2008 là một năm gọi như là tồi tệ nhất. Thì năm nay tôi xin nhắc lại là mọi thứ nó vẫn cũng là không tốt lắm, nhưng mà so với năm 2008 thì thực sự là cái sự tồi tệ nó của 2008 nó vẫn vượt trội hơn rất rất nhiều. Đó thì để học được cái bài học sống sót trong khủng hoảng thì các nhà đầu tư chúng ta có thể tua lại cuốn băng thị trường chứng khoán 2008 của VN-Index. Đấy, từng ngày một thì chúng ta mới cảm thấy là khủng hoảng thực sự. Tức là năm đấy là từ 1.174 điểm về 235 điểm, tức là mất hơn 85%. Đấy thì tương đương, tức Việt Nam năm 2007-2008 là tương đương với Mỹ năm 1933. Đúng rồi. Tức chúng ta đã từng trải qua rồi. Đó. Thì năm nay thì tôi nghĩ là không tệ như 2008 đâu. Thứ nhất là thế giới đó bơm tiền nhiều hơn, nhu cầu về các tài sản tài chính nhiều hơn. Thứ hai là khả năng điều tiết tốt hơn. Tuy nhiên thì có một cái yếu tố là dịch bệnh là một yếu tố cũng rất là nguy hiểm về cái thời gian, về cái tính là không chắc chắn, uncertainty về cái dịch bệnh. Thì cái yếu tố đấy tôi đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu mà có thể làm nhà đầu tư thua lỗ là cái tính không chắc chắn về cái thời gian dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu. Đó thì tôi có nghe lỏm mấy bạn nói vui là nhà đầu tư nước ngoài và không có mua bán gì. À xin lỗi, là chỉ bán không có mua. Nếu như mà không có những cái thuốc để chữa cái coronavirus thì mình có thể hiểu là cái chủng SARS là cái tiền thân của cái COVID này. Thì từ năm 2003 đến giờ cũng chưa hề có cái thuốc, tức là 17 năm rồi. Thì đấy cũng là một cái rủi ro là bao nhiêu lâu nữa sẽ có một cái thuốc để mọi người yên tâm là sẽ chung sống hòa bình với COVID. Nếu như mà chung sống hòa bình được với COVID thì mọi thứ nó sẽ quay trở lại bình thường, mọi người lại tổ chức sản xuất kinh doanh, vui chơi giải trí thì mọi thứ sẽ tốt lên. Đó thì nếu như mà tôi rất kỳ vọng là sẽ có một cái thuốc này cho cái COVID này sớm, nhưng mà sớm thì tôi cũng không dám kỳ vọng là trong năm nay. Đấy thì chia sẻ một chút là nếu gọi là bi quan nhất thì hãy nhìn về 2008, còn năm nay thì somehow sẽ tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì lại có cái ẩn số từ COVID, đúng không ạ? Rồi, thế còn anh hồi nãy giờ chúng ta nói nhiều về kênh cổ phiếu, đúng không ạ? Thì nếu mà nhìn trên cái bình diện là quản lý tài sản các kênh khác, đúng không? Thì anh nghĩ là những cái thách thức và cơ hội từ khủng hoảng nó sẽ như thế nào? Từ cấp độ tài sản thì cái vì là cái sự không chắc chắn của cái dịch bệnh cũng như là cái việc mà cái nền kinh tế nó bị giống như cái cốp xe ấy, nó đang bị khựng lại vì việc là dịch bệnh, nên là nhiều nền kinh tế trên thế giới ấy, họ phải giảm sản xuất để họ đối phó với COVID ấy. Thế nên là các cái kênh tài sản, phần lớn các kênh tài sản đều bị bán tháo rất là mạnh để nắm giữ tiền mặt, vì là mọi người không chắc chắn nên là mọi người sẽ không đặt cược vào các cái kênh tài sản mà sẽ theo cái tư thế phòng thủ nhất, sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ tiền mặt lên và sẽ chờ đợi đến cái thời điểm mà có những cái dấu hiệu là cái nền kinh tế thế giới nó bắt đầu trở lại vận hành trở lại, thì khi đấy thì cái dòng tiền nó sẽ hướng đến các cái kênh tài sản khác. Thì trong bối cảnh rủi ro hiện nay thì các cái kênh tài sản nó có cái độ rủi ro thấp sẽ có khả năng là hút được cái dòng tiền hơn là các cái kênh tài sản ví dụ rủi ro cao như là cổ phiếu, ví dụ như là vàng thì có khả năng là sẽ hút. Và các những cái đồng tiền của các cái nước mà trong cái luôn là những cái nơi trú ẩn khi mà cái rủi ro tăng lên, ví dụ như đồng của yên Nhật chẳng hạn, nó cũng tương đương với một loại tài sản phòng ngừa rủi ro, thì đấy là những cái kênh mà có thể hút được dòng tiền trong bối cảnh mà rủi ro đang cao, cái mức độ không chắc chắn trên thị trường nó đang cao như thế này. Còn về góc độ doanh nghiệp thì tôi thấy là rủi ro về doanh nghiệp thì sẽ đến từ cả về phía cung và phía cầu. Cái phía cung thứ nhất là hiện nay chuỗi giá trị trên thế giới đang bị gián đoạn
tức là nó giống như là một cái cỗ máy có bốn bánh xe, thì bây giờ một cái bánh xe mà nó bị hỏng thì cái ba cái bánh xe còn lại nó sẽ cũng sẽ rất là khó để nó vận hành trơn tru được. Thì cái từ phía cung thì nó sẽ đến từ cái việc là cái dịch bệnh này kéo dài bao lâu, thì nó dẫn đến là các cái nước họ có thể vận hành một cái hoạt động kinh tế, cái sản xuất của họ trở lại bình thường hay không, thì nó sẽ liên quan đến cái cung của nền kinh tế. Cái điều thứ hai là cái việc mà nó ảnh hưởng đến Covid lần này, nó tác động đến doanh nghiệp, nó dẫn đến là sản xuất bị đình đốn trở lại, thì nó lại tác động đến cái việc là thu nhập của người dân, của người lao động nó giảm sút, thì chính cái đấy lại tác động đến phía cầu. Khi mà cầu giảm thì nó cũng sẽ tác động đến nền kinh tế và đến doanh nghiệp. Thì hiện tại là nó đã tác động đến doanh nghiệp cả về phía cung và cả về phía cầu. Thì tôi cũng cùng quan điểm với anh Hoàng, đó là cái rủi ro lớn nhất hiện tại là chính là cái dịch bệnh. Cái khoảng thời gian bao lâu để chúng ta có thể ngăn chặn và ngăn chặn và đánh bại được Covid thì nó còn sẽ có cái, nó sẽ đưa ra cái kết quả là việc nền kinh tế sẽ phục hồi như thế nào. Như vậy là trên phương diện kinh tế là anh Hinh khá là thận trọng với cái thách thức mà từ cái nguy cơ khủng hoảng lần này có thể tác động đến doanh nghiệp, nhất là trên phương diện cả cung và cầu luôn, đúng không? Còn đối với góc độ những cái kênh tài sản thì anh cho rằng là trong cái bối cảnh như này thì người ta vẫn sẽ lựa chọn các cái kênh tài sản an toàn hơn. Còn khi nào mà sẵn sàng cầm giữ những cái tài sản mà rủi ro hơn thì phải khi mà thực sự nền kinh tế bắt đầu có những cái dấu hiệu hoạt động bình thường trở lại, đúng không? Rồi thì còn anh Khoa có cái nhận định gì bổ sung thêm ngoài những cái chia sẻ vừa rồi của các bạn một lít về phần thách thức và cơ hội từ không? Tôi cũng nhấn mạnh thêm cái hiện tượng đấy là trong phần lớn các cái cuộc khủng hoảng liên quan đến nợ thì vàng luôn luôn là cái tài sản được săn đón, có một hiện tượng như thế. Và nếu mọi người nhìn vào một cái xu hướng dài hơi của vàng ấy, trong năm nay ấy, thì cái tài sản đấy nó luôn luôn tăng giá đó, tức là nó đi ngược lại với cái chu kỳ một cái xu hướng dài hơi khác của nền kinh tế là luôn luôn bơm tiền thì vàng luôn luôn tăng giá đó, đấy là dài hạn. Và nếu mà bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái nguy cơ rõ ràng của việc suy thoái và chuyển sang khủng hoảng thì tôi nghĩ rằng việc làm khôn ngoan là nên để một phần tài sản vào những cái nơi có thể lưu trữ cái của cải của mình như thế. Đó. Còn về cái thách thức, tôi cũng bổ sung một cái nữa là trong cái làn sóng mà khủng hoảng thì thông thường những cái doanh nghiệp mà sử dụng nợ nhiều sẽ là những doanh nghiệp mà có nguy cơ cao nhất là sẽ bị vỡ nợ, bởi vì họ không thể làm ra đủ tiền để mà trả nợ. Thế thì và mình có thể hình dung là những doanh nghiệp nào đang gặp vấn đề, những doanh nghiệp nào mà đang kinh doanh kém hiệu quả, ví dụ như là lĩnh vực dầu khí năng lượng, tôi thấy là một lĩnh vực đang tiềm ẩn rất là nhiều vấn đề. Trong lĩnh vực công nghệ cũng có những cái mảng mà nó không tạo ra tiền, nó cũng là một cái vấn đề. Lĩnh vực giải trí cũng như vậy, và internet, tôi nghĩ rằng là đấy là những cái chỗ mà chúng ta cần phải thận trọng. Phải bổ sung một cái điểm doanh nghiệp nào nặng nợ là sẽ rất là khó khăn trong khủng hoảng, thách thức trong lúc này, đúng không ạ? Đây là sức yếu và kênh, anh cho rằng kênh vàng là kênh mà có thể coi là một cái trú ẩn trong thời kỳ này, đúng không? Tôi nghĩ là có một cái thách thức mà chúng ta nên để ý đến nó, tức là sẽ có những cái rủi ro mà chúng ta không lường trước được, đúng không? Chúng ta biết là có ba cuộc khủng hoảng, là khủng hoảng về sức khỏe, khủng hoảng về thị trường tài chính và khủng hoảng về kinh tế. Ba cuộc khủng hoảng này nó xen lẫn tương tác với nhau, nó sẽ tạo ra những cái hệ quả mà những cái dư chấn, những cái hệ quả mà có thể chúng ta chưa tại thời mà chúng ta chưa nhìn ra được. Tôi lấy ví dụ như là năm 1931 ấy, tức là 2 năm sau khi mà đại suy thoái, thì các nước lớn lúc đó bây giờ rất là mệt rồi. Nhật Bản đánh Trung Quốc chiếm đất, họ Liên Hợp Quốc phiên bản 1 của Liên Hợp Quốc lúc đó là League of Nations, không làm được gì cả vì các nước khác quá mệt rồi. Thì tất nhiên là thời điểm này chúng ta còn quá sớm để nói về những cái chuyện, những cái hệ quả xa xôi như thế,
Nhưng ý tôi nói là có những cái điều mà có thể chúng ta hiện nay tại thời điểm này chúng ta chưa nhìn ra được. Và nó ngoài địa chính trị có thể có những cái khác. Ví dụ như là Đài Loan, họ tuần vừa rồi họ đã tập trận bắn đạn thật để chống một cuộc xâm lược. Đấy là một thực tế. Thì có thể có những cái, hoặc là trong, chúng ta nhìn thấy là trong cái biến đổi khí hậu này đúng không ạ? Cái virus này có thể là một cái hệ quả đấy. Và có thể có những cái hệ quả khác từ cái biến đổi khí hậu mà chúng ta tại thời điểm này chúng ta chưa nhìn ra được. Thì chúng ta có thể phải aware được cái tình huống đấy. Theo tôi, Hà Tùng nghĩ là như vậy. Như vậy là anh Tùng có bổ sung thêm một góc nhìn. Mình thấy gần đây cái bài viết của anh Redello chia sẻ đấy, là vì cái bối cảnh nó xảy ra trong bối cảnh mà cái wow gap, đúng không? Cái sự phân cách về giàu nghèo và political gap rất là giống với cái kỳ khủng hoảng 1933 trước cái thời kỳ mà xảy ra khủng hoảng cái chiến tranh thứ hai. Thì mình hy vọng rằng là bây giờ hòa bình vẫn là tối thượng, đúng không ạ? Ý là như vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì có thể không đến mức là chiến tranh ở tầm quốc gia, nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái nguy cơ bạo loạn á, đúng không? Cái hồi 1933 lúc đói như thế là bạo loạn cũng rất là nhiều, và bây giờ người ta đang thống kê là gần đây là cái nhu cầu mua súng ấy ở bên Mỹ, một số nước là tăng đột biến luôn. Người ta phòng mà trường hợp xảy ra đói là sẽ có bạo loạn, mà người ta bảo vệ họ trước. Hoặc là chúng ta thấy một số quốc gia như Pháp là người ta cũng ngại là cái biện pháp mà cách ly ấy, mà với những cái vùng mà người nhập cư mà nghèo đói là sẽ rất là nguy hiểm. Đấy, thì cho nên cái bổ sung của anh Tùng cũng rất đáng lưu ý, đúng không? Rồi như vậy là tóm lại là các panelist đều đưa ra là cái thách thức từ cái lần này tương đối là lớn, đúng không? Còn cơ hội nó sẽ đến, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta phải có sự chuẩn bị chu đáo, nhất là phải có tiền mà phải có sự khôn ngoan nữa, đúng không? Thì mới có thể tận dụng được tốt. Bây giờ chúng ta sang luôn cái phần cuối cùng là cái phương án về chuẩn bị tài chính cá nhân đi, đúng không? Vì nói gì nói chúng ta vẫn phải quay lại câu chuyện là cơm ăn áo mặc và cái sự an toàn của các cá nhân trong cái bối cảnh này là như thế nào, đúng không? Thế thì các bạn có thể chia sẻ hai câu hỏi. Thứ một là cái sai lầm thường gặp của nhà đầu tư khi gặp khủng hoảng như nào, và nếu mà để chuẩn bị cho cái bối cảnh tới có thể có rất nhiều ẩn số phía trước, thì về tài chính cá nhân chúng ta nên chuẩn bị ra sao, đúng không? Có thể chia sẻ với nhà đầu tư. Mời anh. Tôi có một cái chia sẻ này, tức là cũng từ kinh nghiệm bản thân thôi. Tức là trong những cái lần mà gọi là thị trường chứng khoán lao dốc, thì cái sai lầm thường xuyên nhất là hay nhà đầu tư hay đo độ sâu mà quên đi một câu hỏi quan trọng hơn là đo là nó sẽ kéo dài bao lâu. Cái câu trả lời cho cái câu hỏi nó kéo dài bao lâu, cái khủng hoảng kéo dài bao lâu, nó sẽ giúp bạn sống sót tốt hơn là nó sẽ rơi bao nhiêu điểm, mà nó sẽ kéo dài bao nhiêu tháng. Đầu tiên bạn phải trả lời được là kéo dài bao nhiêu tháng thì bạn mới có một kế hoạch phù hợp. Nếu như bạn không trả lời được thì tốt nhất là hãy giả định là nó kéo dài 2 năm. Lời khuyên của tôi là như thế. Hãy giả định là nó kéo dài 2 năm. Nếu như không trả lời được câu hỏi là bao lâu. Còn đấy thì bao lâu thì nó sẽ tương ứng với bao sâu thôi. Thì quay vào những cuộc khủng hoảng lần trước thì hai cuộc khủng hoảng lần trước thì Mỹ đã giảm 50 và 60% tương ứng. Việt Nam của năm 2008 giảm 80%. Đó thì tốt nhất là không nên hỏi là bao sâu, mà hãy chuẩn bị ít nhất 1 năm hoặc 2 năm là thị trường chứng khoán sẽ khó khăn. Và chúng ta với cái gọi là khó khăn 2 năm đi, thì chúng ta sẽ phân bổ nguồn lực chúng ta như thế nào để chúng ta trong cuộc khủng hoảng giống như là cuộc thi lặn nữa. Tức là sẽ nói là ai hết oxy trước thì người đấy gọi là sẽ là người xin thua, và những người còn oxy cuối cùng thì sẽ là người chiến thắng. Thì tức là vui thôi, tức là chiến thắng ở đây tức là sống sót để có thể làm lại tái thiết, tức là để tái thiết đó. Sau khủng hoảng thì trung bình thị trường chứng khoán từ đáy, khi có đáy đến 2 năm sau khi có đáy, 3 năm sau khi có đáy là thị trường chứng khoán sẽ tăng rất là gấp đôi, và rất nhiều cổ phiếu là sẽ giúp bạn nhân 3 nhân 4 lần cái giá trị tài khoản. Đấy thì quan trọng chúng ta phải ở sau. Còn thời điểm hiện tại thì về tài chính cá nhân thì vì là nếu mà ước tính cho 2 năm khủng hoảng thì chúng ta nên phân bổ nhiều vào những cái khoản đầu tư an toàn, ví dụ như là tiền gửi ngân hàng, là vàng,
là trái phiếu của những công ty có chất lượng tín dụng tốt. Đấy thì cái này các bạn phải tham khảo những chuyên gia đánh giá về tín hiệu tín dụng đó thì sẽ tốt hơn. Còn phân bổ vào thị trường chứng khoán thì rõ ràng là những khoản tiền bạn có thể vứt đấy, không nhìn thấy và không đi vay. Xin nhắc lại là không được đi vay để đầu tư chứng khoán vào thời điểm hiện tại, thì nó sẽ giúp các bạn sống sót được trong 2 năm hoặc thậm chí lâu hơn, không vấn đề gì. Ok, vì vậy là góc nhìn khá là sâu sắc đúng không ạ? Đầu tiên là tránh cái sai lầm trước đúng không? Không phải là đổ sâu từ điểm xuống bao nhiêu mà kéo dài được bao lâu, có thể chuẩn bị cho khoảng 2 năm đúng không ạ? Và vấn đề về phân bổ tài sản thì nên có những cái khác cái góc nhìn mà an toàn như phần kia, và đặc biệt là không được không nên đi vay để đầu tư chứng khoán. Đó là những cái điểm nhấn của anh Hoàng. Rồi thế còn anh Tùng là một wealth planner thì rất hay làm kế hoạch tài chính cá nhân cho khách hàng, thì lúc này anh nghĩ là nhà đầu tư cá nhân nên chuẩn bị như này. Thực ra thì chúng ta chuẩn bị thì chuẩn bị từ làm quá trình từ lâu rồi, từ trước rồi. Lúc nào trong quá trình chuẩn bị ấy thì cái lối sống đơn giản nhất là chúng ta luôn luôn tiêu ít hơn cái số tiền mình kiếm được ấy, luôn luôn có cái tỷ lệ tiết kiệm là ví dụ như trên 10% chẳng hạn. Bước đầu tiên luôn luôn có số tiền dư hàng tháng, và bước thứ hai là dùng số tiền dư đấy để chúng ta đầu tư, là đầu tư tích lũy ạ, đầu tư với mục tiêu là giữ gìn nguồn vốn và có một cái mức lợi nhuận nó phù hợp cho các mảnh đầu cơ để có số tiền giàu nhanh. Và cái thứ ba là cái mà tạo ra sự khác biệt rất lớn, đấy là bold action, tức là phải rất là can đảm. Những lúc mà khủng hoảng như này ấy, người nào mà gan dạ can đảm mà có thể chấp được cơ hội, tiếp được thời cơ từ khủng hoảng, là tất cả những cái trước nó chỉ là cái sự chuẩn bị để chúng ta hành động vào thời điểm này thôi. Nên ai mà có thể chấp được cơ hội từ khủng hoảng thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt rất là lớn. Thì có một câu nói là những công ty vĩ đại đều được xây dựng trên cái đống tro tàn của khủng hoảng. Thì có lẽ là những nhà đầu tư vĩ đại cũng đều như vậy. Rất là thú vị hả? Tôi nghĩ rất là thú vị đấy. Như vậy là quan điểm của anh Tùng khá là ràng đúng không? Đầu tiên là cái sự chuẩn bị nó phải từ trước á, trước khi nó xảy ra chuyện như này. Đây là một góc nhìn mà mình nghĩ là mình thấy khá là thú vị. Tức là mình cân đối tài chính là tiêu ít hơn so với thu nhập. Đấy, nó tiết kiệm, đầu tư thường xuyên. Và trong những cái thời điểm như này là phải có sự chuẩn bị và hành động mạnh mẽ, rất là sức khỏe. Cảm ơn anh Tùng. Anh Khoa bổ sung theo, anh nghĩ là chuẩn bị phương án tài chính như nào? Thì chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong cái lần khủng hoảng 2008 ấy, thì tôi thì lại không phải là một người có hồi đấy thì mình không có tầm nhìn tốt, và tôi phải chia sẻ thực có một cái vấn đề mà hồi đấy tôi gặp phải, đấy là tôi không đủ cái sự dũng cảm để mà cắt lỗ cái khoản đầu tư của tôi. Nó hơi trái ngược lại với anh Tùng là mình dũng cảm để nhảy vào mua cái tài sản đấy. Tôi hồi đấy tôi bị đóng băng khi mà nhìn cổ phiếu nó cứ mỗi ngày nó cứ đi đều 2-3% như thế mà không bán được. Tôi thấy có những ngày tôi thấy tôi đóng băng, tôi không làm gì được cả. Đó, thì cái này nó cũng chắc là nguồn gốc của nó xuất phát từ chính cái việc cái lý do ban đầu tôi đưa ra cái hành động mua đấy là cái gì. Tôi thuần túy hồi đấy tôi tiếp cận với tư tưởng của một người đầu cơ, một người giao dịch chứng khoán. Tôi không có tư duy đầu tư, nên tôi đi hành động hợp lý nhất của tôi lúc đấy là phải thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không làm được điều đó, và tôi sẽ đã bị thất bại rất là nặng trong cái khủng hoảng đấy. Thì đó, đấy là cái kinh nghiệm của tôi trong cái biết là vì sao mình mua cái tài sản đấy, thì bạn sẽ biết rằng là lúc nào bạn cần phải ra một hành động quyết liệt bán hay là không. Ok, đúng rồi, tất cả hành động của mình nó phải nhất quán với cái chiến lược của mình, đúng không ạ? Cái đó là cái quan trọng nhất đấy, đúng không ạ? Mời anh cứ bổ sung góc nhìn về các sai lầm mà nhà đầu tư hay gặp trong khủng hoảng là gì, và về mặt phương án tài chính cá nhân thì là chuẩn bị như nào? Em thấy góp ý về phương án tài chính cá nhân thì em nghĩ là quan trọng nhất là để đối với sống sót được các cuộc khủng hoảng không chỉ là cá nhân đâu mà doanh nghiệp, thì cái quan trọng nhất là cái dòng tiền. Cái dòng tiền là cái quan trọng nhất. Thì về dòng
tiền đối với người, đối với cá nhân đi, thì mình thứ nhất là mình phải luôn luôn dự phòng những cái khoản, một cái khoản mà nó cho những cái sự việc rất là cấp bách mà nó đột ngột xảy ra mình không lường trước được, ví dụ như bệnh tật các thứ, đối với mình là cực kỳ quan trọng. Vì những cái đấy, vì nếu mà mình có khoản dự phòng đấy thì nó sẽ không tạo áp lực cho các cái kênh đầu tư của mình những cái lúc mà mình rất là cần đến tiền để xử lý các cái những cái bất chắc mà mình gặp phải trong cuộc sống, thì cái đấy là rất quan trọng, nó như một cái bảo hiểm của mình ấy. Thứ hai là về nhà đầu tư ấy, cá nhân ấy, tức là họ nhiều khi là họ không phải là những nhà đầu tư chuyên nghiệp mà có thể theo dõi hay là follow thị trường nó là gọi là sát sao được, nó như là những người chuyên nghiệp được, thì chính những cái đợt khủng hoảng ấy mà cái mặt bằng định giá thị trường nó so với những khi mà họ mua ở trên đỉnh ấy thì nó đã chạy đi rất là nhiều rồi. Thì có thể trong cái cuộc khủng hoảng đấy lại là cái cơ hội cho những đội đầu tư cá nhân để họ tham gia đầu tư vào cái thị trường tài chính như thế này. Thì đối với nhà đầu tư cá nhân thì họ không thể sát sao theo dõi thị trường các thứ được. Thì có một cái gọi là một cái kế hoạch đầu tham gia thị trường, ví dụ như là nếu mà nhà đầu tư có một cái khoản tiền dòng tiền nhàn rỗi hàng tháng chẳng hạn, thì nhà đầu tư có thể trích một phần ở đấy để đầu tư vào thị trường, tức là thay vì là bỏ một cục ngay lập tức thì họ có thể tham gia thị trường một cách đều đặn, tức là hàng tháng họ trích ra một khoản để họ gia nhập, họ có thể đầu tư vào các cái quỹ mà hỗ trợ cho các nhà đầu tư cá nhân chẳng hạn. Đấy thì cái đấy nó sẽ giảm cái rủi ro cho nhà đầu tư rất nhiều, khi mà họ hàng tháng cái dòng tiền mà nhàn rỗi của họ, họ trích ra một phần để họ tham gia đầu tư thị trường, thì họ có thể sống sót được khi mà thị trường qua thời điểm đáy của thị trường, khi mà họ không hoàn toàn là họ không bỏ quá nhiều số tiền, số tài sản của họ vào thị trường, và họ cũng không có khả năng để họ đoán được đâu là đáy thị trường để mà mình có thể mua. Có thể đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp cái câu chuyện đấy cũng thì khó rồi, chứ không chắc gì đến nhà đầu tư cá nhân. Thì có thể là họ dành khoản tiền họ đầu tư vào một cái quỹ nào đó mà giúp họ có thể đầu tư theo cái kiểu là hàng tháng bỏ ra một số tiền để mua cổ phiếu, thì có thể sẽ giúp họ sống sót được qua cuộc khủng hoảng đấy mà có thể thu được lợi nhuận tốt sau khi mà thị trường hồi phục. Cảm ơn Huỳnh. Tôi thấy ban đầu chúng ta mỗi người lại hết cho một cái view rất là không tức là không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà khi mà tổng hợp lại thì có nhiều điểm rất là thú vị. Như Huỳnh thì đưa ra một cái phương án thêm là về tài chính cá nhân, đầu tiên là phải nhìn góc độ rủi ro này, quản trị rủi ro bằng cách là có những khoản dự phòng trước, đúng không? Còn về đầu tư thì như đã nói là timing là market cực kỳ khó với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì còn nói gì nữa những nhà đầu tư thông thường. Thì một cách lựa chọn khá là giống với cái panel D-Insight 02 lần trước chúng ta vừa mới nói về mua tài sản. Có một cái cách là regular investing, đúng không? Thì đã đỡ phải đau đầu cái chuyện là dự báo bao giờ đấy, bao giờ định. Thì đó là một cái phương án gợi ý cũng khá là thú vị. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong các cái nội dung chính của panel lần này rồi. Bây giờ đến cái phần mà giải đáp cái thắc mắc của các quý nhà đầu tư. Thì ở đây tôi đã nhận được rất là nhiều câu hỏi đây rồi. Thì tôi sẽ chọn một vài câu nó sát với cái đề tài chúng ta nhé, để tôi đọc lên cho các panelist chúng ta sẽ trả lời thêm này. Một câu hỏi của một bạn: theo các chuyên gia, việc Fed bơm 2.000 tỷ vào nền kinh tế Mỹ sẽ để lại hậu quả gì sau Covid-19? Liệu chúng ta có thể tránh khỏi lạm phát sau khi Covid-19 qua đi không? Khi mà tiền coi như là giấy, cứ cần thì lại in, thì liệu giá trị đồng tiền trong tương lai còn được coi trọng không? Hay là mọi người sẽ chuyển sang xu thế dùng đồng tiền điện tử, cryptocurrency, ví dụ như là Bitcoin hay là Libra? Câu này Manolit trả lời. Rồi, xin mời Khoa. Rất hay, bởi vì đúng là theo logic thông thường là cứ in nhiều tiền thì đồng tiền đấy trở nên có giá trị, đúng không? Nhưng mà mọi người cũng phải đặt lại một câu hỏi là tại sao cái đồng đô la Mỹ ấy được nhiều người ưa thích như thế, không chỉ những cá nhân như chúng ta mà ngay cả ngân hàng nhà nước cũng ưa thích cái đồng đô la đấy.
Bởi vì cái đồng đô la đấy là một đồng tiền nó dự trữ được cái của cải. Người ta tin vào cái đồng tiền đấy. Ừ. Giống như là in gas we trust kiểu như thế. Đó, cái niềm tin đấy nó là cái rất là lớn, nó sẽ quyết định được cái việc là người ta có in thêm tiền đấy ra thì nhu cầu cái đồng tiền đấy vẫn lớn và người ta vẫn tiếp tục dự trữ cái đồng tiền đấy. Đó. Tất nhiên là đến một cái mức nào đó thôi, khi mà cái gọi là cái tín nhiệm của cái chính phủ nó không còn được tốt nữa thì người ta sẽ bắt đầu người ta nghi ngờ. Lúc đó thì là câu chuyện rất khác, còn lúc đó mới có thể có lạm phát. Còn bây giờ về căn bản chúng ta vẫn nhìn thấy giá dầu đang giảm, đúng không? Giá dầu là một cái chi phí căn bản của doanh nghiệp và cho thấy rằng là cái xu hướng giá cả nhìn chung nó đang đi xuống. Thì cái việc mà in tiền thêm đấy, hai cái đấy nó sẽ gọi là offset lẫn nhau. Offset tức là nó sẽ tức là không đến mức triệt tiêu lẫn nhau, đúng không? Và rất khó để tạo ra lạm phát ngay trong trước mắt. Nhưng chúng ta hình dung là về lâu dài nó sẽ tạo ra một cái áp lực lạm phát ngầm lên cái thị trường tài sản này, đặc biệt là cổ phiếu này, những cái trái chứng khoán này, chúng ta sẽ thấy và nó tạo ra những cái cú nổ bong bóng như thế. Thì tôi nghĩ là chưa sợ lạm phát đâu. Đây là cái giai đoạn mà cần làm sao cho nó kéo cần, về được cái chính sách lúc này, đúng không ạ? Rồi cái nhận xét của Hoàng thế nào, trả lời cho câu hỏi này. Tôi cũng nghĩ là thực ra dự trữ cái đồng tiền đô la ấy, mặc dù là được bơm rất là nhiều, nhưng mà đấy chúng ta nhìn là Fed thì mới bơm gọi là nhiều, nhưng mà so với các nước khác như Nhật bơm ít hơn về quy mô so với GDP rất nhiều. Đó thì chúng ta dự trữ đồng đô la thì chúng ta đặt niềm tin vào hai vấn đề. Thứ nhất là khả năng kiểm soát vấn đề của Fed, và thứ hai là khả năng gọi là tạo nên thặng dư của cả xã hội, GDP tăng trưởng trong tương lai của nước Mỹ. Thế chúng ta đặt niềm tin vào hai vấn đề đấy. Thì đến hiện giờ thì nước Mỹ vẫn đang tạm là vị trí số 1, và với cái tốc độ cũng tăng trưởng nền kinh tế cũng đang xếp thứ 2 trong cái nhóm thị trường, là thứ nhất trong cái nhóm thị trường phát triển, và thứ 2 trong cái về nếu mà so với Trung Quốc thì là đứng sau Trung Quốc một chút. Đó thì đặt niềm tin vào đồng đô la tôi nghĩ vẫn là hợp lý. Tại sao chúng ta không đặt niềm tin vào cái đồng tiền ảo? Thì bởi vì rõ ràng là tôi thì quan điểm là nền kinh tế thế giới thì luôn luôn phải có một gọi là leader. Thì nếu như mà một đồng tiền ảo mà của một cái ông sáng tạo ra cái đồng tiền ảo đấy, thì chúng ta mua đồng tiền ảo đấy tức là chúng ta đi follow một cái ngài mà nó không phải là một nền kinh tế, nó không có một cái tầm ảnh hưởng, nó không có một cái tổ chức, nó không có một cái gọi là sự cân đối về nhiều thứ xã hội và tài chính, thì rất là rủi ro, vì cái đồng tiền ảo nó sẽ không được những cái nước, những cái nền kinh tế khác trên thế giới chấp nhận. Thì chúng ta vô hình chung là chúng ta đang nắm giữ một thứ không được thừa nhận, thì chúng ta sẽ chỉ lưu thông trong một cái xã hội ngầm thôi. Tức là đồng tiền ảo vẫn có chỗ đứng, nhưng nó sẽ đứng ở trong một cái nền kinh tế ngầm, ví dụ như là giao dịch xuyên biên giới, em thấy tôi không biết. Nhưng mà có thể hình dung là như vậy. Thì tôi vẫn tin một quan điểm là mặc dù Fed bơm 2.000 tỷ hay là vài gói 2.000 tỷ nữa thì chúng ta vẫn có thể là những cái đồng đô la. Tóm lại theo anh Khoa với anh Hoàng là cứ in God we trust thôi, đúng không ạ? Rồi. Câu hỏi thứ hai của một nhà đầu tư này. Trong một kịch bản lạc quan, Việt Nam ta chống dịch thành công, hoạt động sản xuất kinh doanh sớm trở lại bình thường. Nhưng trong bối cảnh Mỹ, châu Âu đứng trước những hậu quả sâu rộng của dịch, các anh đánh giá thế nào về tác động tiêu cực lên xuất khẩu FDI du lịch? Trong kịch bản ấy, liệu có ngành, nhóm ngành nào sẽ vẫn có tăng trưởng tốt, có tiềm năng dựa vào thị trường trong nước không? Trân trọng cảm ơn. Đấy, trong kịch bản mà tốt là được đưa ra là Việt Nam có thể kiểm soát tốt được dịch Covid. Thế giới là phức tạp. Thế giới là phức tạp. Thì vẫn phải đi từ cái câu chuyện là các nước trên thế giới họ kiểm soát dịch bệnh như thế nào. Họ có thể quay trở lại cuộc sản xuất bình thường như là nhập khẩu hàng hóa bình thường hay không. Tại vì chúng ta có thể thấy là
có thể thấy là Việt Nam là một nước có cái độ mở kinh tế rất là lớn và phụ thuộc khá là lớn vào xuất nhập khẩu. Các cái thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, ví dụ Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam, thứ hai là Trung Quốc và thứ ba là vào châu Âu. Thì hiện nay thì chúng ta phải theo dõi là cái việc mà các cái thị trường lớn của Việt Nam họ vượt qua Covid này như nào. Như hiện tại thì Trung Quốc họ đã tương đối là thành công trong việc kiểm soát Covid rồi. Còn bây giờ chỉ câu hỏi đặt ra là châu Âu và Mỹ. Thì việc mà trong bao lâu Mỹ và châu Âu phải tiếp tục lockdown hoạt động của họ để họ kiểm soát Covid thì nó sẽ có tác động đến cái sự tác động về cả mức độ quy mô như là cái thời gian đến cái việc đến cái biến số về xuất khẩu của Việt Nam như là cái như kiểu FDI, các biến số khác này mình tính như là FDI. Ở đây câu hỏi nhà đầu tư là trong cái kịch bản ấy, liệu có nhóm nào nào vẫn tăng trưởng tốt mà kiểu nó không phụ thuộc bên ngoài, nó khai thác được thị trường trong nước ấy. Thì trước mắt là họ phải kiểm soát tốt dịch bệnh để họ không phải lockdown cái hoạt động của họ thì họ mới có cơ hội để họ nhập khẩu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Thì đối với trong bối cảnh mà nền kinh tế bị ảnh hưởng rất là nặng bởi dịch Covid thì những cái mặt hàng nó thiết yếu ấy, thì nó sẽ có nhu cầu nó sẽ bền vững hơn trong cái bối cảnh hiện tại. Thì những mặt hàng như là các cái những cái lương thực thực phẩm, những cái mặt hàng thiết yếu thì bao giờ cũng là những cái mà nó có thể mang tính là vẫn ổn định trong cái bối cảnh hiện tại là lương thực thực phẩm. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn đến những cái lĩnh vực mà hiện nay đang có nhu cầu rất là lớn, ví dụ như là những cái thiết bị y tế, những cái mặt hàng liên quan đến phục vụ cái hoạt động mà để đối phó với Covid thì cũng là một trong những cái lĩnh vực, ví dụ như là nhựa chẳng hạn, nhựa để mà sản xuất ra các cái lĩnh vực vật liệu y tế đấy thì cái nhu cầu nó sẽ là lớn, sẽ tăng lên rất là lớn đấy. Thì trong bối cảnh này thì tôi vẫn đánh giá là những cái mặt hàng thiết yếu đối với cuộc sống hàng ngày thì vẫn sẽ duy trì được cái việc duy trì được cái xuất khẩu ổn định trong cái bối cảnh mà cùng nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do Covid hiện nay. Ok, cảm ơn anh, câu trả lời khá rõ ràng rồi đúng không? Đây, có thêm câu nữa này. Ngành nào sẽ hồi phục nhanh nhất sau khủng hoảng? Câu hỏi tôi nghĩ là rất là thú vị. Nó giá trị rất là nhiều. Câu hỏi tiểu đô rồi. Ai cũng muốn trả lời câu hỏi này nhưng mà thực ra thì nó sẽ có nhiều yếu tố nó sẽ tác động đến cái này. Nó không phải là một cái mệnh đề đúng ngay từ hiện tại. Vì nó phải là sau thứ nhất là phải sau khủng hoảng, sau dịch bệnh. Và thứ hai là có những chính sách kích cầu. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì cái góc nhìn của tôi thì có thể thấy là sức mua của dân sẽ rất yếu sau khủng hoảng, nên là nếu kỳ vọng phải kỳ vọng vào những cái tổ chức hoặc là những chính phủ có những chính sách về tài khoá, tức là cầu đường kích thích kinh tế bằng cách giải ngân đầu tư công, thì những cái doanh nghiệp như thế thì sẽ dễ dàng có thể là được hưởng lợi trước. Chứ còn sức mua trong dân là rất rất yếu, bởi vì là các bạn tưởng tượng ăn thì vẫn phải ăn, nhưng mà đi làm thì có thể là việc thất nghiệp trong thời gian rất dài. Hoặc là thu nhập nó không đủ để bù đắp cái nhu cầu chi tiêu tối thiểu, thì dẫn đến là cái sức mua trong dân sau cái dịch bệnh nó sẽ yếu hơn trước tương đối nhiều. Thì chỉ có chính phủ với cái tiềm lực là có thể phát hành nợ để dùng cái nợ đấy để đi đầu tư công thêm thì mới có tiền ngay. Thì những doanh nghiệp có thể hưởng lợi, ví dụ như là sắt thép, xi măng đó, thì sẽ tốt. Thì chúng ta nên chọn, nhưng tất nhiên là phải chọn những doanh nghiệp nào có khả năng gọi là nhịn thở lâu, tức là oxy nhiều, dự trữ nhiều, tức là vay nợ vừa phải và có dòng tiền trong quá khứ rất mạnh đó, thì sẽ phù hợp hơn. Ví dụ trong sắt thép thì có Hòa Phát nhưng mà rất thân quen. Trong tiêu dùng thì chúng ta có thì di động tức là Mobile World đó, thì là hai cái lĩnh vực vừa là cần thiết vừa là chính phủ để kích cầu. Tùng có bổ sung gì thêm? Cái ngành nào sẽ hồi phục nhanh nhất sau khủng hoảng? Thực ra tôi nghĩ là đằng sau cái câu hỏi đấy ý là muốn cơ hội đầu tư nó nằm ở đâu.
Đó, thực ra là xuất phát, nhưng mà để trả lời câu hỏi đấy thì nhà đầu tư đi từ top down, đó, đi từ nền kinh tế, đi từ ngành. Thì Tùng tiếp cận, ngoài cách tiếp cận đấy thì chúng ta có cách tiếp cận từ dưới lên nữa, đó, từ doanh nghiệp đi lên nữa, là xem là bản thân doanh nghiệp có tốt không, ban lãnh đạo có tốt không, và cái mức giá mua vào có rẻ hay không. Cho nên là ý Tùng muốn nói là ngoài cái cách tiếp cận từ ngành đấy thì chúng ta có nên tiếp cận từ phía bản thân cái doanh nghiệp đấy như thế nào đó, chúng ta hiểu kỹ về doanh nghiệp nữa. Vì không nên chỉ là chúng ta nhìn top down, vì đôi khi top down cũng rất dễ sai. Ok, như vậy là mặc dù còn rất nhiều câu hỏi của nhà đầu tư, nhưng mà chúng ta cũng đã thảo luận khá là nhiều rồi, nên là tôi xin summarize lại một vài điểm trước khi chúng ta kết thúc cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Thế thì trong cái chủ đề về thách thức và cơ hội trong khủng hoảng á, thì đầu tiên là so sánh với các cái cuộc khủng hoảng khác, lần này có đặc điểm như nào và các cái kịch bản ra sao, thì cái quan điểm cũng chưa hoàn toàn thống nhất. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có panelist thì cho rằng là cuộc khủng hoảng lần này là tương đối nghiêm trọng. Đấy. Còn có phương án khác thì cho rằng là bây giờ mình cũng mới là ở giai đoạn suy thoái thôi. Còn có khủng hoảng thực sự nghiêm trọng hay không thì chúng ta phải theo dõi tiếp, đặc biệt là cái diễn biến của Covid dài ngắn và cái động thái chính sách xung quanh nó như nào. Tiếp cho câu trả lời thứ hai là về cơ hội và thách thức. Thì cái thách thức là đặt ra ở thời điểm này là cực kỳ lớn luôn. Chúng ta không thể biết được cái tiềm ẩn nó có thể đến mức như thế nào, đúng không ạ? Và kinh nghiệm cho thấy là các cái dự báo trước đó thì đều không đúng, và cái nghiêm trọng thực sự nó có thể lớn hơn chúng ta có thể nghĩ. Nhưng mà cơ hội sẽ có cho những ai mà có sự chuẩn bị tốt từ trước khủng hoảng, đúng không ạ? Có sự dự phòng tốt, phân bổ tài sản hợp lý, và nói như anh Tùng là có một cái hành động khôn ngoan và quyết liệt, đúng không ạ? Thì là như vậy. Phương án tài chính cá nhân chuẩn bị cho khủng hoảng thì cái việc này là chúng ta phải chuẩn bị từ trước khi nó xảy ra cái nghiêm trọng nhất, bằng cách là mình dự phòng trước những tình huống xấu xảy ra, ví dụ như là tiền mặt dự phòng, bảo hiểm này kia vân vân, và phân bổ tài sản hợp lý. Giai đoạn này là nên chọn cái yếu tố thận trọng, tránh xa những cái tài sản quá rủi ro, đúng không ạ? Và chúng ta tiếp tục có thể chọn cái phương án là thay vì là cố gắng đoán đáy đỉnh vốn là cực kỳ rủi ro, thì chúng ta có thể lựa chọn một cái phương án mà có thể đầu tư một cách đều đặn và rải đều ra, đúng không ạ? Thì như vậy nó cũng sẽ mang lại cảm giác an tâm đầu tư cho các nhà đầu tư nhiều hơn. Thì như vậy là qua hơn một tiếng rưỡi thảo luận thì hy vọng là đã mang lại được cái góc nhìn cho nhà đầu tư có thêm cái phương án cho mình trong cái việc đối mặt với cái thời kỳ rất là rủi ro hiện tại. Và xin cảm ơn các bạn panelist đã rất là nhiệt tình, chia sẻ rất là nhiệt tình trong buổi hôm nay. Xin cảm ơn các anh. Xin tạm biệt các nhà đầu tư.